Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 12. Nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà chủ động xuất kích, trong lòng đám người rung động, đây chính là cường giả chiến vương, không phải là tu sĩ chiến tông cảnh gì gì đâu. Chiến vương cùng chiến tông khác biệt một trời một vực, cơ hồ chính là không thể vượt qua. Dù sao đạt tới chiến vương cảnh đã có thể ngự không, đối mặt tu sĩ cấp thấp sẽ không thể thất bại. Người có công kích lợi hại thế nào đi nữa, cũng có hạn chế khoảng cách, chiến vương cảnh lơ lửng ở trên không, công kích căn bản không làm gì được hắn. Vô chi, thanh niên áo trắng khinh thường liếc nhìn Tiêu Phàm, đạp chân xuống, trong nháy mắt hướng về không trung vọt tới, đưa tay phóng một kích hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bá đạo thiên quyền, nhưng mà lúc này, một tia như điện bắn hướng lên trời, tốc độ nhanh chóng khiến người ta không thể tưởng tượng. Lúc mọi người lấy lại tinh thần, lại thấy Tiêu Phàm đã xuất hiện ở đỉnh đầu thanh niên áo trắng, một quyền phẫn nộ khủng bố đánh xuống. Thanh niên áo trắng nào biết lực bộc phát của Tiêu Phàm khủng bố như vậy, đây quả thực là một kẻ đầu người hình thú. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng động, còn chưa kịp xuất thủ, một quyền của Tiêu Phàm trực tiếp nện ở trên mặt hắn, thanh âm nứt xương truyền ra, trong miệng bay ra vài cái răng dính máu. Một tiếng bén nhọn nổ vang, thanh niên áo trắng giống như đạn pháo từ trên cao rơi xuống, khiến mặt sông kết băng tạo thành một cái lỗ thủng khổng lồ. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm không chút do dự từ trên cao hạ xuống, xông vào trong lỗ thủng. Tê, đám người hít một hơi lạnh, trong lòng rung động không thôi. Đây chính là cường giả chiến vương, lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay. Nên biết Tiêu Phàm chỉ là tu vi chiến tông cảnh hậu kỳ thôi. Tuyết Ngọc Long sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà cường đại như thế, hắn đang nghĩ đổi lại là bản thân, liệu có thể đạt được tới bước này hay không. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra, thân pháp chiến kỹ trước đó của Tiêu Phàm phóng lên tận trời chính là thân pháp chiến kỹ Thế Vân Tung đặc thù của Tuyết gia hắn. Nhưng mà Tiêu Phàm vận dụng lại thành thạo hơn nhiều so với hắn, thậm chí có thể nói đạt tới hóa cảnh. Các ngươi nói, Tiêu Phàm có thể sát vương hay không đây? Lâu Ngạo Thiên cũng hứng thú, đây cũng là câu nói đầu tiên từ lúc hắn ngồi mấy canh giờ ở đây. Sát vương, Tuyết Ngọc Long nghe vậy, sắc mặt âm trầm, nhưng không muốn đắc tội Lâu Ngạo Thiên. Tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nếu như nói còn có ai không nịnh nọt hoàng thất Tuyết gia, vậy cũng chỉ có Lâu gia. Không dễ nói, mặt băng phía dưới, nước sông có lẽ không kết băng, nhưng hàn khí lại xâm nhập vào cốt tủy, cho dù cường giả chiến vương cảnh cũng di chuyển khó khăn. Tiêu Phàm càng không chống đỡ nổi cỗ giá lạnh kia, hai người có thể sống tiếp hay không còn chưa biết được. Bạch Vũ mở miệng, hắn không có thiên vị ai, nói suy nghĩ tự nhiên của mình. Ta thấy Tiêu Phàm kia hẳn phải chết, đến chiến vương cảnh còn hành động khó khăn, chiến tông cảnh như hắn đoán chừng đã sớm đông thành tượng băng, dù sao nước sông này đã từng làm chết cóng cường giả chiến vương. Bách Lý Văn Phong cười lạnh nói, cho dù không đông kết thành tượng băng, hẳn cũng chắc chắn phải chết. Cách biệt giữa chiến tông cảnh và chiến vương như trời và đất. Trần Phong nói ra, hắn cũng ước gì Tiêu Phàm chết. Chưa hẳn, chiến hồn của Tiêu Phàm vốn thuộc về Hà Nam, nước sông này rét lạnh chưa chắc có thể làm gì được hắn, hơn nữa ta cứ cảm giác trên người hắn có rất nhiều bí mật chúng ta không biết. Ngoài dữ liệu, Bách Lý Cuồng Phong vậy mà cho rằng Tiêu Phàm có thể sống được. Sau trận thua với Tiêu Phàm lúc trước, Bách Lý Cuồng Phong tựa như biến thành người khác, cỗ khí cuồng ngạo thật giống như bị ma diệt, cả người đều ổn trọng. Ta cũng cho rằng như thế, Bách Lý Cuồng Phong, ngươi nên cảm tạ Tiêu Phàm. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên cười cười, một bộ dáng cao thâm mơ hồ. Nếu như đổi lại người khác nói lời này, Tuyết Ngọc Long, Bách Lý Văn Phong cùng Trần Phong đã sớm mở miệng châm chọc, nhưng người nói là Lâu Ngạo Thiên, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Chỉ có Bách Lý Cuồng Phong trầm mặc, thần sắc có chút phức tạp. Lại nói Tiêu Phàm đánh chiến vương áo trắng rơi vào trong nước sông, tu sĩ trên mặt sông đã không nhìn thấy nơi này, thậm chí ngay cả hồn lực đều không thẩm thấu được xuống. Sâu trong đáy sông, nước sông cũng không kết băng, ngược lại chảy xiết, thời khắc tiến vào nước sông kia, thanh niên mặc áo trắng cùng Tiêu Phàm đều dùng mình một cái. Hai người không chút do dự phóng xuất ra hồn lực hộ thể. Thế nhưng cỗ khí hàn kia khiến hồn lực bọn hắn trong nháy mắt đông kết, càng thẩm thấu vào trong cơ thể bọn hắn. Hai người đều không xuất thủ, hiện tại bản thân còn khó bảo toàn, Tiêu Phàm trong lòng có chút hối hận,
sớm biết rõ bản thân sẽ không xuống chịu khổ, nghe đồn nước sông này có thể làm chết Cống Chiến Vương, trước đó hắn không tin, hiện tại hắn tin rồi. Có điều hắn cũng biết, nếu như không xuống, đối phương chắc chắn sẽ không đần độn ngốc ở chỗ này. Thanh niên áo trắng phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, thỉnh thoảng nhìn về phía trên, có điều cuối cùng vẫn từ bỏ, một khi hắn muốn bơi lên, Tiêu Phàm khẳng định liều mạng công kích. Trên nước Tiêu Phàm không phải đối thủ của hắn, nhưng xuống dưới nước lại khác. Hô một tiếng, toàn thân thanh niên áo trắng tỏa ra từng đạo hỏa diễm quang mang đem hàn khí kia ngăn cản bên ngoài, tại đỉnh đầu hắn, một chuôi trường kiếm hỏa diễm bùng cháy chìm nổi. Trên mặt thanh niên áo trắng rốt cục lộ ra nụ cười, nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt, sắc mặt thanh niên áo trắng lại cuồng biến, ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện hỏa diễm chiến hồn của hắn bắt đầu chậm rãi tắt dần. Muốn dùng thất phẩm chiến hồn hỏa dương kiếm ngăn cản hàn ý, thực sự là si tâm vọng tưởng. Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh, toàn thân run rẩy không thôi, thân thể hắn đã bắt đầu chậm rãi cứng ngắc. Cho dù u linh chiến hồn trôi nổi sau lưng hắn không ngừng thu nạp hàn khí, thế nhưng cỗ hàn khí kia quá bá đạo, phảng phất như muốn nuốt chửng u linh chiến hồn. A, đột nhiên trong lòng Tiêu Phàm giật mình, nội thị đan điền lại phát hiện bạch thạch trong đan điền vậy mà tản mát ra từng đạo ánh sáng màu trắng chảy vào kinh mạch. Sau một khắc, trong kinh mạch vậy mà xuất hiện một dòng nước ấm, cái loại cảm giác này khiến Tiêu Phàm dường như vũ hóa thăng tiên. Hắn chưa từng nghĩ tới, một dòng nước ấm chảy trong kinh mạch sẽ thư thái như vậy. Rất nhanh, Tiêu Phàm lại phát hiện một việc kỳ lạ, chính là u linh chiến hồn lại đang hấp thu hàn khí băng lạnh khiến nó càng mạnh thêm. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm vui vẻ, u linh chiến hồn khá tốn thời gian ở mức lục phẩm chiến hồn, nếu như có thể đột phá thành thất phẩm, thật không thể nào tốt hơn. Chỉ là hắn cũng biết, u linh chiến hồn muốn đột phá thất phẩm cũng không phải đơn giản như vậy. Trước hết giải quyết hết mấy thứ rắc rối này, lão nhị bọn hắn chưa chắc có thể ngăn trở nữ tử kia. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng, từng bước một hướng về thanh niên áo trắng. Toàn thân thanh niên áo trắng run rẩy, cỗ hàn ý kia đã đông lạnh nhập vào cốt tủy hắn. Thất phẩm chiến hồn hỏa dương kiếm tuy mạnh, nhưng căn bản ngăn cản không nổi cỗ hàn ý này. Phải biết con sông này không biết tồn tại bao nhiêu năm, hàn ý đã khủng bố tới cực điểm. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, thanh niên áo trắng biến sắc, hắn muốn chạy trốn nhưng thân thể căn bản không nghe theo sai khiến, hoàn toàn cứng ngắc. Hỏa dương kiếm chiến hồn này, ta liền vui vẻ nhận. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, u linh chiến hồn đột nhiên hướng về hỏa dương kiếm đánh tới. Sau khi thu nhận hàn khí vô tận, u linh chiến hồn đã chậm rãi thích ứng hoàn cảnh nơi này. Khi hắn nhìn thấy chiến hồn Tiêu Phàm vậy mà có thể hấp thu chiến hồn của hắn, mặt thanh niên áo trắng lộ vẻ hoảng sợ, nhưng lại không thể làm gì. Với kiến thức của hắn, cũng chưa từng nghe qua dạng chiến hồn này. Ngươi có thể chết rồi. Mấy khắc sau, hồn lực chiến hồn hỏa dương kiếm bị u linh chiến hồn hấp thu không còn, Tiêu Phàm trực tiếp vặn gãy cổ thanh niên áo trắng giống như bẻ gãy một khối băng, có thể thấy được hàn khí khủng bố nơi này. Thanh niên áo trắng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân đường đường là chiến vương cường giả, vậy mà chết ở trong tay một chiến tông cảnh vương triều nho nhỏ. Nếu như còn có thể sống tiếp, sẽ lại đến nơi này tu luyện. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, gỡ hồn giới trên người thanh niên áo trắng xuống liền quay người bay lên phía trên. Nơi này là một chỗ tu luyện tuyệt vời, nhưng an nguy của bàn tử hắn càng quan tâm hơn. Trên mặt băng, bàn tử một người ngăn nữ tử váy tím tà mị. Toàn thân vết thương chồng chất, hắn đã từng đạt tới cảnh giới kia, rất rõ ràng sự chênh lệch giữa chiến tông cảnh cùng chiến vương cảnh. Dù vậy hắn dốc hết toàn lực, khó khăn lắm cũng mới ngăn lại đối phương, có thể thấy chiến vương cảnh cường đại thế nào. Không hổ là cửu đế tử, thực sự rất khó chơi. Nữ tử tà mị váy tím cười tà tà một tiếng, nàng đứng lơ lửng trên không, đỉnh đầu lơ lửng một đầu trường xà màu tím, lưỡi rắn phun ra âm trầm đáng sợ nhìn xuống bàn tử. Sát khí tản ra. Con ngươi nàng thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên mặt băng, nhưng làm nàng thất vọng, Tiêu Phàm cùng thanh niên áo trắng không hề xuất hiện, trong lòng liền tiềm ẩn một loại bất an. Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh, các ngươi thế nào? Bàn tử mắt không chuyển, vẫn nhìn chằm chằm nữ tử váy tím, cũng không quay đầu lại, quát to. Yên tâm, chúng ta còn chưa chết được. Nam Cung huynh, ngươi tự mình cẩn thận, không cần phải để ý đến chúng ta.
Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh hai người máu me khắp người nằm trong chỗ mấy cỗ thi thể, hai người dốc hết toàn lực giết ba người Kỳ Vương Triều, nhưng hai người bọn hắn cũng chẳng tốt hơn. Còn ngây ra làm gì, tốc chiến tốc thắng. Bên trên ánh tuyết lâu, thần sắc hai người khác có chút nóng nảy, hận không thể lập tức xuất thủ, nhưng hai người lại giống như đang cố kỵ cái gì. Tốc chiến tốc thắng, nữ tử tà mị váy tím nghe vậy, sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ thì đã không chủ động xin đi giết giặc, cửu đế tử căn bản không phải dễ giết như vậy. Lại tiếp, ban tử gầm thét, ánh mắt lộ ra một tia hung ác, mặc dù vết thương chẳng chịt nhưng hắn không mảy may e ngại, một cỗ khí thế ngút trời từ trên người hắn nở rộ ra. Huyền tiên, một tiếng khẽ kêu, nữ tử váy tím hất tay lên, từng đạo lưu quang sắc tím như mũi tên bắn ra, đạt tới chiến vương cảnh, hồn lực ngưng tụ thành chất lỏng, không những có thể rời khỏi thể, còn có thể biến hóa thành vạn vật, đương nhiên biến hóa này có liên hệ với kỹ năng chiến đấu cùng chiến hồn. Loại công kích này hữu dụng không? Bàn tử mặt coi thường, một trường quét ngang mà ra, một đạo ánh sáng vàng hiện lên trước người hắn đem tất cả mũi tên ngăn cản bên ngoài. Xì xì, lưu quang sắc tím kia hóa thành chất lỏng nhỏ xuống ở trên mặt băng, phát ra thanh âm xì xì, mặt băng nhanh chóng hòa tan, rất hiển nhiên, đây là một loại chí độc. Nếu giết không được ngươi, vậy ta giết bọn hắn trước. Nữ tử váy tím sầm mặt lại, quay người đánh về phía bọn Vân Lạc Vũ. Sắc mặt hai người Vân Lạc Vũ biến đổi, đừng nói hiện tại bản thân bị trọng thương, kể cả lúc còn nguyên sức cũng không phải đối thủ của nữ tử váy tím. Dừng tay, bàn tử kêu to, toàn lực đánh về hướng Vân Lạc Vũ, thế nhưng tốc độ của hắn sao có thể so với nữ tử váy tím. Chết đi, nữ tử váy tím cười khẽ một tiếng, mồm phun một cái, từng đạo hồn lực như tiễn bắn xuống, tốc độ nhanh như thiên lôi. Oanh, đột nhiên mặt băng nổ vang một tiếng, một cỗ kiếm khí sắc bén từ dưới mặt băng phóng lên tận trời, vô số băng nhỏ nổ bay, còn có một tảng băng to nghịch thiên bay lên, đem tất cả hồn lực như tiễn ngăn cản ở không trung. Hai người Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh hít vào ngụm khí lạnh, cũng may kiếm khí cách bọn hắn khoảng 3 mét, bằng không bọn hắn hiện tại đã chết. Ai, nữ tử váy tím sầm mặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm lỗ thủng mặt băng. Hô, một vệt sáng từ trong lỗ thủng xông ra, mang theo mảng lớn băng hoa, đồng thời, một đạo kiếm khóa chặt không chung quanh nữ tử váy tím, một cỗ khí lãnh phong vô cùng sắc nhọn rơi vào trên người nữ tử váy tím. Tiêu Phàm, đám người kinh hô, mặc dù không có thấy rõ ràng khuôn mặt Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm mặc áo đen, thanh niên chiến vương lại là áo trắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy Tiêu Phàm không chết, mọi người sắc mặt không giống nhau, có phẫn nộ, có đáng tiếc, cũng có kinh ngạc, càng có sợ hãi thán phục. Tự tìm cái chết, nữ tử váy tím không nghĩ tới người xuất hiện là Tiêu Phàm, nếu vậy, đồng bạn nàng há không phải đã chết. Nghĩ vậy, nữ tử váy tím vô cùng phẫn nộ, còn mang theo một tia kinh khủng, cự xà tím trên đỉnh đầu vung ra, như là một bóng roi đánh úp về phía Tiêu Phàm. Bang, trường kiếm bị đánh bay, Tiêu Phàm cũng bị văng ra mấy chục mét, rơi ở trên mặt băng lại lui tiếp mười mấy mét mới dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, chiến vương cảnh một kích toàn lực thật cường đại. Có thể giết chết thanh niên áo trắng là may mắn mà thôi, nước sông Hàn khắc chế chiến hồn thanh niên áo trắng, nhưng trên đất bằng, chiến vương cảnh không phải dễ dàng bị giết. Lâm Dương đâu, nữ tử váy tím vừa kinh vừa sợ, mặc dù nàng đã đoán được, nhưng trong lòng vẫn không tin, muốn có được một đáp án xác thực. Lâm Dương, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hắn tự nhiên đoán được Lâm Dương là ai, thản nhiên nói, đoán chừng đã trở thành tượng băng rồi. Chết rồi, là ngươi giết hắn, nữ tử váy tím không thể tin được nói. Quan trọng lắm sao, Tiêu Phàm lơ đễnh, có phải hắn giết Lâm Dương hay không, Lâm Dương cũng đã chết, hơn nữa cũng không tránh khỏi có liên hệ tới hắn. Vậy ngươi cũng phải chết, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lẽo từ đằng sau Tiêu Phàm truyền đến. Theo ngay sau đó là một đạo trưởng cương. Ai cũng không ngờ tới, lúc này lại có người động thủ với Tiêu Phàm, hơn nữa khí tức kia, vẫn là cường giả chiến vương cảnh. Rất hiển nhiên, là cường giả chiến vương khác của Đại Ly Đế Triều nhìn không được xuất thủ. Lão Tam, sắc mặt bàn tử hoàn toàn thay đổi, lách mình cản sau lưng Tiêu Phàm, đồng thời một quyền bá đạo hướng về hư không đánh tới. Phốc phốc, cũng đúng lúc này, hư không một đạo huyết mang nở rộ.
thân ảnh trên bầu trời run lên bần bật, hướng về hư không mà rơi xuống, đập ở trên mặt băng, trưởng cương to lớn kia tự sụp đổ. Cách phía trước bàn tử không xa, một đạo hắc ảnh xuất hiện, trong tay nắm lấy một chuôi trường kiếm, lạnh lùng nhìn thân ảnh trên mặt đất. Ảnh Phong, có người nhận ra thân phận bóng đen, lộ ra vẻ kinh ngạc, ai cũng không ngờ tới Ảnh Phong vậy mà mai phục trên mặt sông, nhiều con mắt nhìn chằm chằm thoải mái như vậy, vậy mà không một ai phát hiện, có thể thấy được hắn thủ đoạn ẩn nấp thực khủng bố. Hơn nữa, hắn lại có thể một kích đánh trọng thương cường giả chiến vương cảnh, chỉ bằng điểm này cũng đủ để chứng minh Ảnh Phong rất đáng sợ, không hổ là nhân vật xếp hạng thứ hai hoàng thành thập tú. Ảnh Phong, Tuyết Ngọc Long nhe răng trợn mắt, hắn không nghĩ tới, Ảnh Phong vậy mà sẽ ra tay cứu Tiêu Phàm, nếu như không phải Ảnh Phong, Tiêu Phàm giờ phút này tuyệt đối hẳn đã phải chết. Hừ, gần như đồng thời, một nữ tử bên người Tuyết Ngọc Long hừ lạnh một tiếng, cũng chuẩn bị xuất thủ. Người tốt nhất đừng động, đột nhiên Huyết Hiêu Nhiêu lạnh lùng thốt ra một câu, một cỗ khí tức cường đại xông thẳng vào nữ tử kia, toàn thân nữ tử kia run lên, kinh hãi nhìn Huyết Hiêu Nhiêu. Có thể làm cho nữ tử chiến vương cảnh kinh khủng như thế, thực lực Huyết Hiêu Nhiêu không cần nói cũng biết, tuyệt đối cũng là cường giả chiến vương cảnh, hơn nữa còn không phải cường giả chiến vương cảnh bình thường. Ngươi dám đả thương ta, một nam tử kim bào từ trên mặt băng đứng dậy. Bộ ngực hắn máu tươi vẫn chảy, có điều hắn không để ở trong lòng chút nào, ngược lại lạnh lùng nhìn Ảnh Phong. Đâu chỉ tổn thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Ảnh Phong thần tình lạnh lẽo, sau một khắc trực tiếp biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là trước người nam tử kim bào. Phốc, trường kiếm chui vào cơ thể nam tử kim bào, xuyên thủng đan điền hắn, nam tử kim bào mắt lộ kinh hoàng, nhìn vết thương trước ngực, run giọng nói, ngươi, ngươi là chiến vương. Chiến vương, Ảnh Phong là chiến vương. Đám người kinh ngạc nhìn Ảnh Phong, lập tức lấy lại tinh thần, dần dần hiểu ra, có thể một kích trọng thương chiến vương, lại một kích chém giết chiến vương, trừ chiến vương còn ai có thể làm được đây. Tiêu Phàm cũng hơi ngoài dự liệu, mấy ngày trước Ảnh Phong chỉ là chiến tông đỉnh phong, làm sao đột nhiên liền trở thành chiến vương. Chỉ có chiến vương mới có thể giết ngươi sao? Ảnh Phong rút về trường kiếm, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi không phải. Nam tử kim bào không cam lòng ngã trên mặt băng, sau một hồi run rẩy liền tắt thở. Đi, nữ tử váy tím biến sắc, nàng liếc mắt liền nhìn ra Ảnh Phong vẫn chỉ là chiến tông cảnh đỉnh phong. Chiến tông cảnh đỉnh phong có thể chém giết chiến vương, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh Ảnh Phong đáng sợ. Nghĩ vậy, nữ tử váy tím xoay người rời đi, nàng phát hiện mấy người nàng đã quá khinh thường Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Vốn dĩ nghĩ bốn người chiến vương cảnh bọn họ đủ để quét ngang thế hệ trẻ tuổi của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nhưng không nghĩ tới lại bại dưới tay một tên chiến tông đỉnh phong cùng một tu sĩ chiến tông cảnh hậu kỳ. Bọn hắn rất rõ, lưu lại chỗ này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, giết không được bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu không nói, còn có thể đem mệnh lưu ở đây, giờ phút này không đi, chờ đến khi nào. Bên trên ánh tuyết lâu, một nữ tử khác thấy thế. Nhìn Huyết Hiêu Nhiêu thật sâu cũng vội vàng đạp không mà lên, nhưng mà lúc này, một đạo huyết kiếm sắc bén từ trên người Huyết Hiêu Nhiêu gào thét mà ra, trực tiếp từ xẹt qua trên cổ nữ tử, máu tươi cuồng phún, thi thể rơi khỏi ánh tuyết lâu. Nữ tử váy tím bỏ chạy vừa lúc thấy cảnh này, toàn thân không khỏi run run, tốc độ càng tăng mấy phần, chớp mắt biến mất ở chân trời. Trên ánh tuyết lâu, con người đám người hơi hơi co rụt lại, Bách Lý Cuồng Phong. Bách Lý Văn Phong cùng Trần Phong ba người không khỏi run run. Bọn hắn thế nhưng rõ ràng, Huyết Hiêu Nhiêu đứng về phía Tiêu Phàm, may mà bọn hắn chỉ làm khó Tiêu Phàm, nếu quả thật muốn ra tay giết Tiêu Phàm, bản thân mấy người còn có thể còn sống sao? Vẫn may mình bị Tiêu Phàm đánh bại, cũng coi là nhặt về một cái mạng. Trong lòng Tuyết Ngọc Long vô cùng hối hận trước đó không nghe theo đề nghị của Ngạn Huyền mà dây dưa Tiêu Phàm, cho dù không dây dưa, chí ít cũng không nên đắc tội. Đáng tiếc bây giờ hối hận đã trễ. Chỉ là trong lòng mấy người còn có một nghi hoặc, bọn hắn trước kia chưa từng thấy qua nữ tử này, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều làm sao hiện lại đột nhiên xuất hiện một nữ tử cường đại như thế. Có nữ tử này ở đây, còn cần hoàng thành thập tú bọn hắn làm gì? Trong đám người, toàn thân Trần Hạo run một cái, trong lòng ngưng tiếng nói, còn may không tìm người đi giết nàng, bằng không ta liền chết chắc, không được, nàng muốn ta gom góp 50 triệu hồn thạch. Nhất định phải mau chóng đem cho nàng. Không đúng,
làm sao nàng lại trợ giúp Tiêu Phàm? Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, đúng rồi, Tiêu Phàm có vẻ như tu luyện Đạp Tuyết Vô Ngân, Tiêu Phàm kia há không phải Tuyết Lâu. Còn có Ảnh Phong kia, cũng là người Tuyết Lâu. Nói cách khác, Tuyết Lâu tham dự vào bên trong hoàng tử phân tranh. Nghĩ vậy, Trần Hạo biến sắc, hít sâu một hơi nói, không được, phụ thân nói Trần gia chuẩn bị gia nhập vào Tam Hoàng tử, hiện tại Tuyết Lâu nhúng tay, phần thắng của Tam Hoàng tử cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, Trần gia ta nếu nhúng tay trong đó, tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Trần Hạo càng nghĩ càng sợ, toàn thân run rẩy, hít vào mấy ngụm khí, cũng không lo sau này chiến đấu như thế nào, quay người liền rời khỏi Ánh Tuyết Lâu trở về gia tộc. Trên mặt sông, Tiêu Phàm đỡ Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh dậy, nhìn Ảnh Phong một cái, lúc này mới nhìn về phía Tuyết Ngọc Long trên Ánh Tuyết Lâu, châm chọc nói Tam Hoàng tử, còn không tuyên bố kết quả tranh tài. Chẳng lẽ để ngươi thất vọng sao? Còn người Tuyết Ngọc Long vô cùng băng lãnh, chậm rãi hiện ra một nụ cười, ngươi không khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm nhíu lông mày lại, không biết Tuyết Ngọc Long có ý gì, nhưng mà sau một khắc, Tuyết Ngọc Long đột nhiên khua tay nói, người đâu, bắt lấy Tiêu Phàm. Hô hô, mấy đạo thân ảnh từ tứ phương Ánh Tuyết Lâu phóng lên tận trời, dòng dã trên trăm đạo thân ảnh vây quanh mấy người Tiêu Phàm, khí tức trên thân mỗi người phát ra cũng không dưới chiến tông cảnh, thậm chí còn có bốn cường giả chiến vương cảnh. Một màn bất thình lình khiến tất cả mọi người kinh hãi không thôi, Tuyết Ngọc Long lại muốn động thủ với Tiêu Phàm, hơn nữa đại động lộ liễu như vậy. Tiêu Phàm chỉ là chiến tông cảnh mà thôi, cường đại thế nào, lại có tài đức gì khiến bốn chiến vương cảnh, trên trăm chiến tông cảnh xuất thủ. Tuyết Ngọc Long, ngươi muốn làm cái gì? Tuyết Ngọc Hiên gầm lên một tiếng, lạnh lùng nhìn Tuyết Ngọc Long, sau đó nhìn hằm hằm hơn trăm người kia, nhìn một nam tử trung niên mặc áo giáp hoàng kim trong đó, lạnh giọng nói Trần Thiên Minh, ngươi đang làm cái gì, còn không lui ra phía sau. Dứt lời, Tuyết Ngọc Hiên xoay người nhảy xuống Ánh Tuyết Lâu, phóng về hướng Tiêu Phàm bọn hắn. Bát hoàng tử, xin dừng bước. Đúng lúc này, nam tử áo giáp hoàng kim Trần Thiên Minh ngăn ở trước người Tuyết Ngọc Hiên. Trần Thiên Minh, ngươi làm gì? Ngươi thân là thống lĩnh Ngự Lâm quân, chỉ nghe lệnh phụ hoàng ta, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Tuyết Ngọc Hiên tranh phong mạnh mẽ, hắn biết muốn vượt qua Trần Thiên Minh là không thể nào, Trần Thiên Minh là chiến vương đỉnh phong, chí cường giả bên trong chiến vương. Sắc mặt Trần Thiên Minh vô cùng bình tĩnh, đột nhiên hướng về Ánh Tuyết Lâu một chân quỳ trên đất, nói thống lĩnh Ngự Lâm quân Trần Thiên Minh, bái kiến Tân Hoàng, Ngô Hoàng vạn an. Ngay sau đó, trên trăm Ngự Lâm quân tất cả đều quỳ xuống dưới, cung kính bái hướng Tuyết Ngọc Long. Tân Hoàng, ánh mắt đám người co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, không ít người hít một hơi lạnh. Cựu Hoàng chưa chết, Tuyết Ngọc Long liền tự lập làm Tân Hoàng. Chẳng lẽ thiên tài trà hội này chỉ là lấy cớ, muốn đem người phản đối Tuyết Ngọc Long hắn một mẻ hốt gọn sao? Ái khanh bình thân. Tuyết Ngọc Long đã thay đổi áo bào màu vàng, đầu đội ngọc quan, bộ dáng cao cao tại thượng. Tuyết Ngọc Long, người thế này là mưu phản. Người đem phụ hoàng đặt chỗ nào? Tuyết Ngọc Hiên gào thét. Uổng cho ngươi vẫn là Tuyết Nguyệt hoàng tử. Ngươi chẳng lẽ không biết, đêm qua Tiêu Phàm ám sát phụ hoàng sao? Cùng địch nhân thông đồng làm bậy, nên giết. Trần Ái Khanh, còn không bắt lấy. Thần sắc Tuyết Ngọc Long vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm. Cái gì, phụ hoàng băng hà, không có khả năng. Tuyết Ngọc Hiên mắt trợn tròn, đầu như là trống rỗng lúc lắc lay động, không đợi hắn phản ứng, Trần Thiên Minh đã trở tay chế trụ hắn, trong nháy mắt phong ấn đan điền hắn. Đám người cũng kinh ngạc không thôi, hoàng chủ băng hà là bị Tiêu Phàm giết chết. Không có khả năng, Tiêu Phàm thực lực mặc dù không yếu, nhưng chỉ là một chiến tông cảnh mà thôi, lại làm sao có thể xâm nhập hoàng cung? Hoàng cung là nơi thủ vệ xâm nghiêm nhất Tuyết Nguyệt hoàng thành. Mặc dù ta cũng không tin, nhưng được làm vua thua làm giặc, người có tranh luận thế nào cũng vô dụng, thế lực lớn đã đứng ở phía Tuyết Ngọc Long rồi. Tuyết Ngọc Long thủ đoạn quả nhiên siêu phàm, tất cả những thứ này chỉ là một cái ngụy trang, thế nhưng không phải còn các quan, còn có mấy đại gia tộc sao? Người cảm thấy mấy đại gia tộc cùng bách quan sẽ gia nhập cuộc phân tranh này sao? Tuyệt đối không có khả năng, Tuyết Nguyệt Hoàng triều tồn tại mấy ngàn năm, tự nhiên có nội tình, các đại hoàng tử tranh phong cho tới bây giờ không có gia tộc cùng bách quan gia nhập trong đó, cái này cũng là quy củ của nhiều đế quốc và hoàng triều. Cũng đúng, năm đó lão hoàng chủ vẫn chỉ là chiến tôn cảnh,
không phải cũng trở thành Tuyết Nguyệt Hoàng chủ ta, gia tộc khác không giống nhau ngầm thừa nhận, Tuyết Ngọc Long tài hoa thiên phú đều được cho là thượng đẳng, Hoàng thất tự nhiên sẽ không nói gì nhiều, chỉ có thể nói mỗi người cần dựa vào thủ đoạn của mình. Đám người bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù kết quả này vượt qua bọn hắn dự kiến, nhưng ai cũng không dám nói thêm gì, lực lượng Hoàng thất không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Rất nhiều người nhìn Tiêu Phàm như nhìn người chết, đối mặt Ngự Lâm quân, đừng nói một chiến tông cảnh, cho dù chiến vương cũng chẳng thể làm gì. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không có động tĩnh gì, ngược lại cười lạnh nhìn Tuyết Ngọc Long, rốt cục chân tướng phơi bày rồi sao? Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn không biết Tiêu Phàm lúc này vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy, lại còn dám châm chọc Tuyết Ngọc Long. Chân tướng phơi bày, vốn dĩ châm ái mộ nhân tài, không muốn giết ngươi, không nghĩ tới ngươi dám làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế. Ngươi phải biết rõ, bởi vì ngươi, gia tộc của ngươi, còn có Đại Yến Vương Triều đều sẽ bị liên lụy. Trên mặt Tuyết Ngọc Long lộ ra vẻ tiếc hận, một bộ dáng rất có lòng ái mộ nhân tài. Muốn vụ oan giá hỏa, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, ánh mắt lại là rơi vào trên người Huyết Yêu Nhiêu, hắn cũng không phải lo lắng bản thân, mà là lo lắng bọn bàn tử, Niệm Niệm, còn có Vân Lạc Vũ. Khéo mồm khéo miệng, thù giết cha không đội trời chung, chấm hôm nay không đem ngươi thiên đao vạn quả, khó tiết mối hận trong lòng. Tuyết Ngọc Long vung tay lên, Ngự Lâm quân lập tức chỉnh tề tinh tế ép về phía Tiêu Phàm bọn hắn. Đợi đã, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, Tuyết Ngọc Long, ngươi muốn giết ta, Tiêu Mỗ nói nhiều cũng vô dụng, nhưng bọn họ là vô tội. Vô tội, bọn hắn là đồng bọn ngươi, tất cả chịu tội đồng phạm. Tuyết Ngọc Long cười lạnh, lạnh giọng nói. Ý ngươi là, ta cũng là đồng bọn. Đúng lúc này, Huyết Yêu Nhiêu một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, ngữ khí vô cùng bình thản. Nhưng mà Tuyết Ngọc Long một bên lại sầm mặt lại, vừa rồi hắn cũng đã thấy qua thủ đoạn của Huyết Yêu Nhiêu, đến cường giả chiến vương đều có thể tùy tiện chém giết, địa vị nàng tuyệt đối không nhỏ. Huyết Yêu Nhiêu ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tuyết Ngọc Long, từ trong tay Tuyết Lung Giác tiếp nhận Niệm Niệm, đạp không hướng về mặt sông bay đi, vững vàng rơi vào bên cạnh bọn Tiêu Phàm. Vốn dĩ Tiểu Kim cũng muốn xuống dưới, lại bị Tiêu Phàm dùng ánh mắt ngăn lại. Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng, liền xuyên xuống dưới ánh tuyết lâu, lẫn vào trong đám người. Khí thế chiến vương cảnh Huyết Yêu Nhiêu xuất ra làm Ngự Lâm quân đột nhiên ngừng bước chân, dù là Trần Thiên Minh cũng lộ ra vẻ khó coi, bởi vì hắn từ trên người Huyết Yêu Nhiêu cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Chẳng lẽ nữ tử này là chiến vương đỉnh phong? Các hạ là người nào? Lại muốn tham dự chuyện nội bộ Tuyết Nguyệt Hoàng triều ta? Tuyết Ngọc Long nhíu mày lại, chiến vương đỉnh phong trẻ tuổi như vậy, không phải người Hoàng Triều có thể bồi dưỡng ra, cho dù ở bên trong đế quốc cũng coi như tuyệt thế thiên tài. Hắn âm thầm cảm giác, sự tình đã vượt qua hắn dự liệu, nhưng mà tên đã lên dây không bắn không được. Hôm nay, Tiêu Phàm cùng bàn tử phải chết, đồng thời, Tuyết Ngọc Hiên cũng nhất định phải bắt giữ. Huyết Yêu Nhiêu, ngươi mang bọn hắn rời đi, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nhìn Huyết Yêu Nhiêu, nói khẽ. Ngươi mà chết, ta cần cái nhân tình của ngươi dùng làm gì? Huyết Yêu Nhiêu ngưng tiếng nói. Yên tâm, bọn hắn không giết chết được ta. Tiêu Phàm vô cùng tự tin nói. Huyết Yêu Nhiêu híp đôi mắt một cái, con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không biết lời nói Tiêu Phàm là thật hay giả. Tiêu Phàm vô cùng rõ ràng, chỉ cần một câu với Huyết Yêu Nhiêu là hắn có thể không chết. Dù sao thực lực Tuyết Lâu bày ra vậy, Hoàng thất đều phải kiêng kỵ mấy phần. Nhưng hắn cũng biết, Huyết Yêu Nhiêu một khi xuất toàn lực trợ giúp hắn, hắn nợ Huyết Yêu Nhiêu một nhân tình coi như còn chưa rõ ràng, dù sao mức độ nguy hiểm của Huyết Lâu so với Tuyết Ngọc Long còn đáng sợ hơn rất nhiều, hắn cũng không muốn lâm vào trong vòng xoáy của Huyết Lâu. Hiện tại, điều duy nhất Tiêu Phàm lo lắng chính là bàn tử, Niệm Niệm, còn có an nguy Đại Yến. Được. Huyết Yêu Nhiêu gật đầu, lập tức lạnh lùng nhìn Tuyết Ngọc Long nói, ta nợ Tiêu Phàm một cái nhân tình. Sự tình nội bộ Tuyết Nguyệt ngươi ta không tham dự, nhưng không thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm chết. Ngươi muốn thế nào? Tuyết Ngọc Long trầm giọng nói. Tiêu Phàm chết ta có thể mặc kệ, nhưng không thể trơ mắt nhìn thấy các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, chiến vương cảnh nếu dám xuất thủ, đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây, trên người Huyết Yêu Nhiêu tỏa ra một cỗ sát khí ngút trời, Trần Thiên Minh cách khá gần cũng không khỏi dùng mình một cái. Còn có những người Đại Yến này,
ta phải mang đi, chuyện khác ta mặc kệ. Huyết Yêu Nhiêu lại bổ sung một câu. Chuyện khác ta mặc kệ. Khóe miệng đám người giật một cái, người đã quản thật tốt đi, thực lực Tiêu Phàm mọi người đều biết, chiến tông bình thường đâu là đối thủ của hắn. Có điều khi nhìn thấy trên trăm chiến tông cảnh, sắc mặt đám người lại âm trầm xuống, Tiêu Phàm một người, như thế nào là đối thủ của trên trăm chiến tông cảnh. Lông mày Tuyết Ngọc Long nhíu lại, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị các trường hợp tốt xấu, liền lại phải chém giết Huyết Yêu Nhiêu. Có điều khi hắn cảm nhận được khí tức trên người Huyết Yêu Nhiêu, Tuyết Ngọc Long lại chần chờ. Với thực lực Huyết Yêu Nhiêu, đoán chừng chỉ có cường giả chiến hoàng mới có thể giết chết được nàng. Một khi Huyết Yêu Nhiêu thực sự chết ở chỗ này, hắn tuyệt đối phải tiếp nhận áp lực không hề nhỏ đến từ phía sau người kia, thậm chí khả năng có nguy hiểm hủy diệt. Hơn nữa, mục tiêu của hắn vốn là Tuyết Ngọc Hiên, Tiêu Phàm và Bàn Tử. Tuyết Ngọc Hiên bị bắt giữ, Tiêu Phàm cũng phải chết không nghi ngờ, vậy cũng chỉ có Bàn Tử. Bàn Tử một người, về sau có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giết hắn. Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh, các ngươi đi, ta ở lại, thời khắc coi như Tuyết Ngọc Long chuẩn bị đáp ứng, Bàn Tử đột nhiên quát to. Trên mặt Tuyết Ngọc Long hiện lên một nụ cười, chỉ cần Bàn Tử chết, về sau cái vị trí Tuyết Nguyệt Hoàng chủ này liền vững chắc rồi. Dù sao vị phía sau mình nhất định sẽ toàn lực trợ giúp mình. Tên Bàn Tử ngốc, bên trên ánh tuyết lâu, sắc mặt Tuyết Lung Giác đại biến, nước mắt ngăn không được chảy ra ngoài. Bàn Tử rõ ràng có thể rời đi, lúc này ở lại, há không phải sẽ phải chết. Tiêu Phàm nhìn Bàn Tử, trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn biết Bàn Tử bất luận thế nào cũng sẽ không rời đi, đây mới là huynh đệ. Thần sắc hai người Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh phức tạp, lúc này Ảnh Phong đột nhiên mở miệng nói, hai người các ngươi còn không mau đi, muốn khiến Tiêu Phàm vướng víu sao? Đi, Tiêu Phàm lạnh lùng trừng Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh, ngưng tiếng nói. U Vương bảo trọng, hai người Vân Lạc Tuyết và Triệu Vô Bệnh nhìn nhau, cuối cùng khẽ cắn môi, nhắm mắt nói. Hai người bọn hắn cũng tự biết thực lực mình, Ảnh Phong nói không sai, lưu ở chỗ này sẽ làm Tiêu Phàm vướng víu. Ảnh Phong, ngươi không đi, Tiêu Phàm đột nhiên cười nói. Rất lâu không giết chóc, hôm nay là cơ hội khó có được. Ảnh Phong cười nhạt một tiếng, một hàm răng trắng như tuyết lộ ra sáng chói. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, nhìn Huyết Yêu Nhiêu mang theo Triệu Vô Bệnh, Vân Lạc Vũ cùng Niệm Niệm đi về hướng bờ sông. Vân Lạc Vũ ôm thi thể Khúc Lân, đi lại có chút tập tễnh. Lúc mấy người xuất hiện ở trên bờ, Khúc Huyền cùng Ô Lão mang theo Vân Lạc Tuyết đi qua, nhìn thi thể Khúc Lân, Khúc Huyền sát khí đằng đằng, cuối cùng cắn răng nói, về Đại Yến. Huyết Yêu Nhiêu không có ngăn cản, Khúc Huyền cùng Ô Lão hai người là chiến vương cảnh, chỉ cần không phải bị cường giả chiến vương vây quanh, tính mạng mấy người hẳn không có trở ngại. Đưa mắt nhìn Khúc Huyền bọn hắn rời đi. Huyết Yêu Nhiêu ánh mắt lần nữa rơi trên mặt sông. Trong lúc nhất thời, trên mặt sông chỉ còn lại Tiêu Phàm, Bàn Tử, còn có Ảnh Phong, ba người ngạo nghễ, thản nhiên nhìn trên trăm ngự lâm quân bốn phía. Giết, Tuyết Ngọc Long ra lệnh một tiếng, trên trăm ngự lâm quân lập tức chỉnh tề phóng về phía ba người Tiêu Phàm. Chuẩn bị tốt chưa? Tiêu Phàm cười nhìn Bàn Tử cùng Ảnh Phong nói. Trận chiến nhỏ, Bàn Tử tựa như biến thành một người khác. Khí tức vương bá vênh váo. Xem ai giết nhiều hơn, Ảnh Phong càng không sợ hãi. Ngay sau đó, ba đạo bóng người động như quỷ mị chém giết hướng về ba hướng. Giết, trên trăm ngự lâm quân điên cuồng gào thét, thanh thế cuồn cuộn, khí thế khiếp người. Có thể trở thành ngự lâm quân, phần lớn là tinh nhuệ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, yếu nhất đều là chiến tông hậu kỳ, đều là từ trong máu và xương đi tới. Mặc dù đối chiến chỉ có ba người, nhưng bọn hắn 10 người làm một tổ, tạo thành công kích tiểu trận. Công kích và phòng thủ tăng lên gấp đôi, cho dù chiến vương sơ kỳ, cũng không dám nghiền ép bọn hắn. Đây cũng là điều Tuyết Ngọc Long tự tin, cho dù không cần cường giả chiến vương xuất thủ, ngự lâm quân cũng có thể xé xác Tiêu Phàm bọn hắn, tối đa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Phàm không dám giữ lại chút nào, toàn thân sát ý tung hoành, cầm trong tay Tu La Kiếm, chân đạp đạp Tuyết Vô Ngân. Trùng sát bên trong một chi tiểu đội. Bang bang, tiếng kim loại va chạm bén nhọn vang lên, đốm lửa trong hư không bắn tứ tung. Tiêu Phàm một chiêu nhất kiếm chi thu vậy mà không có chiếm được lợi thế, thân thể bị đánh bay. Không hổ là ngự lâm quân, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ,
thực lực cường đại không nói, phối hợp cơ hồ không có lỗ thủng, hơn nữa trang bị đều là ngũ phẩm hồn binh, khó trách Tuyết Ngọc Long tự tin như vậy. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, chính diện không chiếm được lợi thế, vậy cũng chỉ có dựa vào tốc độ cùng thân pháp. Dưới chân một trận biến hóa, Tiêu Phàm thi triển phiêu miểu thần tung bộ thoát ẩn thoát hiện, thân ảnh quỷ dị, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Với thực lực bây giờ của hắn, cho dù tu sĩ chiến tông cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể bắt được thân ảnh hắn. Thu phong lạc diệp, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, tu la kiếm từ trong đó xẹt qua trên cổ một người, máu tươi phun ra. Quả nhiên tốc độ dùng được. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, nhếch miệng lên cười lạnh, thân hình lần nữa biến mất tại chỗ, lúc mấy người đối diện đánh tới, Tiêu Phàm sớm đã không thấy tăm hơi. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm híp đôi mắt một cái, sau khi hắn giết một người, vậy mà rất nhanh lại có một người bổ sung, hơn nữa tiểu trận nhanh chóng biến hóa, xếp thành một hàng. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tưởng như vậy thì có thể ngăn cản ta. Trường kiếm vũ động, trong bóng đêm âm u lóe ra quang mang dị dạng quỷ dị, kiếm mang đến cả một đóa bông tuyết cũng không đụng phải. Mặc dù màn đêm chậm rãi buông xuống, nhưng ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều vẫn giống như ban ngày. Tuyết trắng bay tán loạn, lộ ra một cỗ hàn ý u lạnh. Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, ngay sau đó vô số thi thể ngã xuống đất. Tiêu Phàm giống như u linh trong đêm tối, một kiếm giết một người, mỗi một lần xuất thủ, sát khí trên người hắn liền tăng mấy phần. Một màn này khiến đám người bốn phía sợ hãi một trận. Nơi xa, bàn tử mạnh mẽ đâm tới, bát hoang lục hợp trưởng trong tay hắn bay múa, quỷ dị khác biệt với Tiêu Phàm. Bàn tử công kích cực kỳ bá đạo, mỗi một trưởng mặc dù giết không chết người, nhưng chấn động khiến Ngự Lâm quân không ngừng ho ra máu. Đến đây, ha ha, rất lâu không được thoải mái như vậy. Ảnh Phong cười to một tiếng phía dưới áo bào đen, vẻn vẹn lộ ra hai hàm răng trắng, ai cũng thấy không rõ khuôn mặt hắn. Nhưng ai cũng không dám khinh thường hắn, kiếm hắn cực kỳ quỷ dị, không có quy luật có thể nói, cũng giống Tiêu Phàm, cho tới bây giờ không nhiều hơn một kiếm, mỗi một kiếm, hẳn phải giết chết một người. Thật mạnh, chiến vương không xuất thủ, 100 Ngự Lâm quân này thực không đủ giết bọn hắn. Đám người tim phát lạnh. Rất nhiều người xem ra, chiến tông cảnh tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đã có thể được xem là cường giả, nhưng hôm nay bọn hắn mới phát hiện, không đột phá chiến vương. Vẫn chỉ là sâu kiến như cũ. Cũng có vài người cho rằng, không phải Ngự Lâm quân không đủ mạnh, mà là ba người này quá biến thái. Giết, Tuyết Ngọc Long hai mắt đỏ bừng, trán nổi gân xanh lên. Hắn biết rõ thực lực Ngự Lâm quân, cho dù hắn đối mặt với 10 người cũng không thể nào hô phong hoán vũ được như thế. Hắn rốt cục biết bản thân vẫn quá khinh thường bọn Tiêu Phàm, ba người cùng 100 Ngự Lâm quân đại chiến mà vẫn chiếm thượng phong. Trần Thiên Minh, lại điều thêm 100 Ngự Lâm quân đến. Tuyết Ngọc Long nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt băng lãnh đảo qua Huyết Yêu Nhiêu. Nếu như không phải Huyết Yêu Nhiêu, để Trần Thiên Minh xuất thủ, Tiêu Phàm còn đường sống sao? Rõ, Hoàng chủ, Trần Thiên Minh gật đầu, nắm đấm hắn nắm chặt, hận không thể lập tức xông lên chiến trường, đem mấy người Tiêu Phàm xé thành mảnh vụn. Đây chính là thủ hạ hắn cẩn thận bồi dưỡng. Nhưng mà bây giờ lại bị Tiêu Phàm đổ sát như chém quả mướp, khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh. Sông băng phía trên, vô số thi thể đang nằm, máu tươi yêu diễm vô cùng, mặt sông đều nhuộm thành huyết hồng, ở trong màn đêm lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt. Thân thể Tiêu Phàm vọt lên, tu la kiếm tiêu sái, lại thêm mấy người mất mạng, nhưng Tiêu Phàm không có nửa điểm thương hại, sát ý trên người ngày càng đậm. Con người hắn lạnh lẽo vô tình. So với kiếm trong tay còn lăng lệ hơn, sát khí càng nặng. Tu La, đây chân chính là Tu La, chỉ có kinh nghiệm giết chóc và tắm qua máu tươi mới có thể biến thái như thế. Con người Huyết Yêu Nhiêu hiện lên tia sáng, trong lòng kích động tự nói. Mấy người Bách Lý Cuồng Phong, Bách Lý Văn Phong, Trần Phong mí mắt cuồng loạn, Tiêu Phàm cường đại đã vượt qua bọn hắn nhận biết, bọn hắn lúc này mới hoảng hốt, trước đó Tiêu Phàm hiện ra thực lực còn không phải toàn bộ của hắn. Phốc phốc, thanh âm máu phun không ngừng vang lên, dường như trở thành thứ duy nhất trong bóng đêm. Khí tức khắc nghiệt tràn ngập trong không khí, như trở thành vĩnh hằng. Tuyết trắng phiêu đãng, những thi thể chậm rãi đông kết thành tượng băng, bị huyết hoa bao trùm, một cỗ ý lạnh đánh vào trong lòng, rất nhiều người không khỏi lạnh run.
Tối nay, cho dù Tiêu Phàm bọn hắn chết ở chỗ này cũng nhất định vĩnh viễn ghi lại trong sử sách. Đã từng có ba người như vậy, điên cuồng tàn sát Ngự Lâm quân dưới trăng tuyết, làm địch với một hoàng triều, tư thế ngạo nghễ oai hùng chắc chắn trở thành đề tài nói chuyện của mọi người sau khi ăn xong. Con người Tiêu Phàm càng ngày càng lạnh, trên người hắn cũng lưu lại mấy vết máu, nhưng hắn không có bất kỳ quan tâm gì, trong mắt cơ hồ chỉ còn lại giết chóc. Kiếm hắn đã có chút hờ hững, không có bất kỳ sự hoa mỹ nào, hoàn toàn tùy tâm sở dục, quét sạch tứ phương, không đâu địch nổi. Bốn cường giả chiến vương của Ngự Lâm quân kia lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả những thứ này, nếu như ánh mắt có thể giết người, ba người Tiêu Phàm đã không biết chết bao nhiêu lần. Bọn hắn nắm chặt tay, ngón tay ấn sâu vào trong lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi chảy ra. Giết, lúc này, tiếng giống giận dữ ngập trời từ đằng xa truyền đến, lại có vô số thân ảnh xông ra, nhào về phía sông băng. Rất hiển nhiên, là Trần Thiên Minh lần nữa điều tới 100 tướng sĩ Ngự Lâm quân, 100 người giết không chết ba người Tiêu Phàm, vậy 200 người thì sao? Hồn lực một người có hạn, bọn hắn ba tên chiến tông cảnh, sẽ có thời điểm hồn lực khô cạn. Cho dù thi thể có chất đống, Tuyết Ngọc Long cũng sẽ không tiếc. Hôm nay Tiêu Phàm và Bàn Tử phải chết. Có bỏ ra nhiều nữa, chỉ cần người phía sau kia hài lòng, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nhất định sẽ quật khởi, đây là ý nghĩ trong lòng Tuyết Ngọc Long. Ha ha, sung sướng. Bàn Tử toàn thân nhuốm máu, hồn lực trong cơ thể đã tiêu hao nhiều, nhưng khí thế hắn càng thêm lăng lệ bá đạo, giống như một đầu hồng hoang man thú ẩn núp. Hôm nay không chết, ngày sau uống 300 chén, không say không về. Ảnh Phong cũng giết đỏ mắt, thân làm sát thủ, hắn rất ít khi chính diện đối địch, nhưng hôm nay hắn lại đại sát tứ phương. Chiến tông cảnh chết ở trong tay hắn so với hắn ngày thường giết chết cộng lại còn nhiều hơn. Yên tâm, sẽ có ngày đó. Bàn Tử cười ha ha, một quyền đánh nát một tên Ngự Lâm quân. Nơi xa, Tiêu Phàm không nói, thân ảnh hắn không còn biến hóa, dẫn theo Tu La kiếm hướng Ngự Lâm quân đi đến, mỗi đi một bước, liền chết một người. Một bước giết một người, đây là hạng bá đạo cùng cường thế gì, tu sĩ bốn phía nhìn mà tim mật phát lạnh. Sau lúc này, rốt cục không ai xông lên, Tiêu Phàm từng bước một ép mấy chục người về phía đối diện, Tu La kiếm nhuốm máu, quỷ dị, máu tươi kia cũng không đông kết thành hàn băng, ngược lại dọc theo trường kiếm nhỏ xuống. Mấy chục Ngự Lâm quân vây công Tiêu Phàm kinh hoàng vô cùng, không ngừng lùi lại. Tựa như đối mặt cùng không phải là một tu sĩ chiến tông hậu kỳ, mà là một chiến vương tuyệt thế. Nhìn thấy tình hình nơi xa, chiến trường của Bàn Tử cùng Ảnh Phong hai người cũng bỗng nhiên dừng lại, hai người chậm rãi hướng về tới gần chiến trường Tiêu Phàm. Giờ phút này ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, nhưng trên người hắn lại tản mát ra một cỗ lăng lệ sát khí, ngoài cơ thể hắn dường như ngưng tụ thành một tầng áo giáp màu đỏ. Lại là sát lục chiến giáp, Ảnh Phong trong lòng run lên, không đúng, cái này có vẻ như không phải sát lục chiến giáp. Ảnh Phong tựa như nhìn ra cái gì, nhưng lại nói không nên lời, luôn cảm thấy giờ phút này Tiêu Phàm chính là Tiêu Phàm kinh khủng nhất mà hắn gặp qua. Giết hắn, ai dám lui lại, chết. Bên trên ánh tuyết lâu, Tuyết Ngọc Long rốt cục nhìn không được, nhe răng trợn mắt quát ầm lên. Giết, mấy chục Ngự Lâm quân lạnh run, toàn thân run một cái, tất cả mọi người khẽ cắn môi, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Lui ra phía sau là chết, tiến lên, chưa hẳn không thể sống. Cùng việc bị Tuyết Ngọc Long xử tử, còn không bằng ra sức đánh cược một lần, có lẽ còn có cơ hội sống sót. 5-60 Ngự Lâm quân khí thế tăng lên tới đỉnh phong, từ bốn phương tám hướng lao xuống Tiêu Phàm, cho dù cường giả chiến vương đoán chừng cũng không dám khinh thường. Nhưng Tiêu Phàm lại dừng bước, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Tu La kiếm trong tay chảy xuống máu tươi màu đỏ lộ ra một cỗ khí tức khắc nghiệt. Dần dần, sát khí trên người Tiêu Phàm biến thành áo giáp màu đỏ ngòm chậm rãi biến mất, thậm chí ngay cả sát khí kia cũng biến mất không còn một mảnh. Lão Tam, cẩn thận! Bàn Tử gào thét, không ngừng hướng về tới gần chiến trường Tiêu Phàm, nhưng mà địch nhân hắn đối mặt cũng không ít, có chừng 30 người, muốn đi qua lại không dễ chút nào. Tiêu Phàm không phải bị dọa sợ rồi, khí thế vừa rồi đâu, hẳn không phải là bị hù dọa rồi chứ, có thể là hồn lực trong người tiêu hao hầu như không còn, dù sao Ngự Lâm quân chết ở trên tay hắn chí ít cũng tới 6-70 tên. Trừ chiến vương, những người khác không có khả năng chém giết nhiều chiến tông cảnh như vậy.
Một làn sóng này xuống tới, Tiêu Phàm đoán chừng phải chết không chút nghi ngờ, thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, ai bảo hắn phách lối như thế, cũng dám đắc tội Tam Hoàng tử, không, đắc tội Hoàng chủ, ai cũng cứu không được hắn. Nếu như không phải nữ tử kia, cường giả chiến vương mà xuất thủ, Tiêu Phàm sớm đã chết. Không đúng, các ngươi nhìn Tiêu Phàm kia. Đột nhiên, đám người kêu một tiếng sợ hãi, tất cả ánh mắt mọi người nhao nhao hướng về Tiêu Phàm, lại phát hiện cả người biến hóa siêu nhiên vô cùng, áo bào không gió mà bay phất phới. Lúc 50, 60 người nhào lên, Tiêu Phàm chậm rãi nâng trường kiếm trong tay lên, tóc dài tung bay, con ngươi lộ ra một cỗ vô tình cùng lạnh lẽo, khóe miệng hiện ra một nụ cười tà tà. Giết một người là tội, đồ trăm vạn là hùng. Nương nhờ đao sắt bén, giết người trong hồng trần. Trong miệng Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, thời khắc một chữ cuối cùng rơi xuống, Tu La kiếm khẽ run lên, không có phù hoa huyết lạn, chỉ có một đạo ngân quang sáng chói sắc bén, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm dập dờn mở ra. Ánh bạc lóe nhanh như không, giống như phù dung sớm nở tối tàn, cũng như lưu tinh đêm tối, chỉ có quang huy trong nháy mắt. Tiêu Phàm thật ngốc, trong miệng còn nói thầm cái gì? Rất nhiều người cười lạnh, chỉ dựa vào một kiếm liền muốn giết chết 50-60 ngự lâm quân sao? Quả thực là si nhân nằm mơ. Sau một khắc, nụ cười trên mặt những tu sĩ cười lạnh kia chậm rãi ngưng kết, sau đó lộ ra vẻ sợ hãi. Tê, hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang lên, tất cả mọi người không khỏi cảm giác cổ mát lạnh. Sông băng phía trên, 50-60 ngự lâm quân vốn ra sức phóng tới Tiêu Phàm bỗng ngừng bước chân, sau đó quỷ dị hướng về mặt đất đánh tới. Chuyện gì xảy ra, chết, đám người vô cùng hoảng sợ, cổ 50-60 ngự lâm quân kia, phun ra từng đạo huyết kiếm, đầu rơi ở trên mặt băng ầm ầm rung động. Toàn trường yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, liền hô hấp cũng không dám gấp rút. 50-60 tu sĩ chiến tông cảnh bị một kiếm chém giết. Cái này sao có thể, nếu như không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin đây là thật? Nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm, nói chuyện trên trời không có thật. 3. Một người hung hăng đập bản thân một bạt tai, cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, cũng có người hung hăng bóp bản thân một cái, đau đớn vô cùng chân thực. Bọn hắn lúc này mới hiểu rõ, đây không phải nằm mơ, mà là thực. Một kiếm chém giết 50-60 chiến tông cảnh, cho dù chiến vương cũng không làm được đi, Tiêu Phàm làm sao có thể khủng bố như thế. Bên trên ánh tuyết lâu, mấy người bạch vũ bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dù là Lâu Ngạo Thiên một mực cực kỳ bình thản, cũng phải hít vào ngụm khí lạnh. Giết một người là tội, đồ trăm vạn là hùng. Nương nhờ đao sắc bén, giết người trong hồng trần. Một số người trong miệng niệm niệm lải nhải, thưởng thức câu nói Tiêu Phàm trước đó nói, rất nhiều người cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu bốc cháy lên. Sát thủ, đây mới chân chính là sát thủ. Ảnh Phong toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Một sát thủ, đồng thời coi như là một kiếm khách, Ảnh Phong rất rõ ràng, một kiếm này đáng sợ đến cỡ nào. Đừng nói chiến tông cảnh, cho dù cường giả dưới chiến vương trung kỳ cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Một kiếm này không hoa lệ, cũng không trói lọi, thuần túy vì giết mà sinh, chân chính là kiếm giết người. Còn người Tuyết Ngọc Long run rẩy không thôi, vừa rồi một kiếm kia, khiến hắn cảm giác đứng trước tử vong, nếu như đứng ở phía trước Tiêu Phàm là hắn. Hắn cũng tuyệt đối là một trong những thi thể không đầu kia. Trên sông băng, áo đen, ngân kiếm, chân đạp thi thể nhuốm máu, một màn này dường như trở thành vĩnh hằng. Con người Tiêu Phàm rất bình tĩnh, tựa như đang tinh tế thưởng thức một kiếm kia. Một kiếm này cũng không phải là kiếm pháp chiến kỹ hắn học được, mà là hắn sau khi giết nhiều người như vậy bản thân ngẫu nhiên lĩnh ngộ ra. Một kiếm này như là một loại sát khí thăng hoa. Giờ phút này trên người Tiêu Phàm không có một tia táo bạo, không có một tia sát khí, cả người nhìn qua cực kỳ bình thường, dường như thi thể dưới chân không có quan hệ gì với hắn, hắn vẻn vẹn chỉ là một khách qua đường mà thôi. Hồng Trần Sát, vậy gọi là Hồng Trần Sát. Tiêu Phàm đột nhiên bật cười. Không tiếc bất kỳ giá nào, phải giết hắn. Một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét từ bên trên ánh tuyết lâu truyền đến, kinh thiên động địa, vang vọng vân tiêu. Ta xem ai dám, huyết yêu nhiều lạnh lùng phun ra một câu, nàng một mực đắm chìm trong một kiếm vừa rồi của Tiêu Phàm, thật lâu không lấy lại tinh thần. Nếu như nói, trước đó nàng là kính sợ thân phận Tiêu Phàm, như vậy hiện tại,
nàng là thật muốn bảo hộ Tiêu Phàm người này. Giết hắn, Tuyết Ngọc Long nào còn chú ý đến nhiều như vậy, Tiêu Phàm hiện ra thực lực và thiên phú khiến hắn kinh khủng. Nếu như hiện tại không chết, tương lai trưởng thành cho dù nắm giữ toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngự Lâm quân thống lĩnh Trần Thiên Minh dẫn đầu xuất thủ, ngăn đường đi của Huyết Yêu Nhiêu, nghiền ngẫm nhìn Niệm Niệm trong tay Huyết Yêu Nhiêu. Ngươi muốn ngăn ta, thần sắc Huyết Yêu Nhiêu băng lãnh. Có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi còn phải bận tâm nó. Trần Thiên Minh thản nhiên nói. Sắc mặt Huyết Yêu Nhiêu tái nhợt, Trần Thiên Minh nói không sai, nàng còn phải bận tâm an nguy Niệm Niệm, chiến vương cảnh chiến đấu, một tiểu nữ hài 3 tuổi không thể tiếp nhận nổi. Trong lúc nhất thời, Huyết Yêu Nhiêu không biết xử lý như thế nào, cũng đúng lúc này, ba đạo bóng người lách mình xuất hiện ở chung quanh Tiêu Phàm, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Chiến vương sao, con người Tiêu Phàm vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, bất động như núi, khóe miệng dường như lộ ra một nụ cười âm trầm. Lão Tam, Bàn Tử và Ảnh Phong đi tới sau lưng Tiêu Phàm, ba người lưng tựa lưng, cảnh giới nhìn Tam Đại Cường giả chiến vương xung quanh. Khí tức trên người ba người phát ra không kém Bạch Y nam tử bị Tiêu Phàm giết khi nãy, thiếu chút nữa khiến bọn hắn quy phục. Không thể không nói, ngươi cũng có mấy phần dũng khí. Một chiến vương tu sĩ nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Chiến tông cảnh lại có thể thản nhiên đối mặt với chiến vương cường giả, phần khí phách này đã rất bất phàm. Dũng khí cũng bình thường, bởi vì ta biết, chúng ta không chết được. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói. Không chết được, ba tên chiến vương cười rộ lên, ba người đều có tu vi chiến vương trung hậu kỳ, ba chiến tông cảnh làm sao khiến bọn hắn để ở trong mắt. Vừa dứt lời, ba người lấy tay hướng về phía bọn Tiêu Phàm đánh tới. A, Tiêu Phàm khóe miệng cười một tiếng, dường như là chế giễu bọn hắn, điều này khiến sắc mặt Tam Đại chiến vương sững sờ. Oanh, đột nhiên, sông băng bỗng rung lên. Lấy ba người Tiêu Phàm làm trung tâm, mặt băng bỗng nhiên sụp đổ, ba tên chiến vương cảnh tu sĩ biến sắc, vội vàng lui lại. Trước đó Tiêu Phàm mượn nước sông băng lãnh giết chết một chiến vương cảnh, điểm này khiến trong lòng bọn hắn còn sợ hãi. Ta đã nói qua, chúng ta không chết được. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nắm lấy bả vai Ảnh Phong cùng Bàn Tử, bỗng nhiên hướng nước sông cắm xuống. Rầm rầm rầm. Tam đại chiến vương cường giả đồng thời đánh ra một chưởng, nước sông bắn tung tóe, trên không trung ngưng kết thành từng đóa hoa băng óng ánh trong suốt, phản chiếu quang mang yêu diễm của máu tươi, như hoa hồng tuyệt đẹp vừa nở rộ. Lúc này nước sông yên tĩnh trở lại, lần nữa chậm rãi đông kết thành hàn băng, nhưng ba người Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Phong tỏa nơi đây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuyết Ngọc Long tức điên. Hơn 100 ngự lâm quân chôn xương ở đây, cuối cùng lại để ba người Tiêu Phàm chạy trốn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Việc này một khi truyền đi, chắc chắn trở thành trò cười trong miệng của đông đảo tu sĩ Hoàng Triều. Ngày mai xuất binh, diệt Đại Yến, Tuyết Ngọc Long quát ầm lên, giết không được Tiêu Phàm, hắn chỉ có thể đem lửa giận chuyển hướng đến Đại Yến Vương Triều. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, người Tuyết Nguyệt Hoàng Triều dám bước chân vào lãnh thổ Đại Yến, chết. Huyết Yêu Nhiêu lạnh như băng phun ra một đạo thanh âm, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía. Huyết Yêu Nhiêu cũng tức giận, không nói đến thân phận Tiêu Phàm, nhưng với thực lực và thiên phú của Tiêu Phàm, tương lai chắc chắn có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho Huyết Lâu. Bây giờ Tiêu Phàm sinh tử chưa biết, nàng làm sao để yên tâm được. Người đang uy hiếp bản hoàng sao? Tuyết Ngọc Long nhíu mày lại, trong mắt sát khí lấp lóe, phẫn nộ chiếm cứ lý trí. Rửa mắt mà đợi. Huyết Yêu Nhiêu để lại một câu nói liền đạp không mà bay đi, biến mất ở trước mặt mọi người, không có ai dám ngăn nàng. Sắc mặt Tuyết Ngọc Long âm trầm đến đáng sợ, cuối cùng con người băng lãnh rơi vào người Tuyết Ngọc Hiên nói, đem hắn tạm giam. Để lại một câu nói, Tuyết Ngọc Long liền biến mất. Ba người Tiêu Phàm chìm vào phía dưới sông băng, một loại hàn ý lạnh thấu xương đánh tới, Ảnh Phong và Bàn Tử không khỏi lạnh run. Trên đỉnh đầu Tiêu Phàm hiện lên u linh chiến hồn, không ngừng mở rộng đem ba người bao phủ vào bên trong. Cỗ hàn khí chậm rãi biến mất, thậm chí ngay cả nước sông chung quanh cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Công tử, chiến hồn có thể ngăn cản hàn ý à? Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm,
hắn rốt cục minh bạch Tiêu Phàm vì sao lại có thể giết chết cường giả chiến vương của Đại Ly Đế Triều. Ở chỗ này căn bản không cần Tiêu Phàm xuất thủ, chỉ cần chiến vương cường giả rơi xuống đáy hồ, cỗ hàn ý này liền có thể giết chết chiến vương. Công tử, bàn tử phát hiện xưng hô Ảnh Phong đối với Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Tại sao Ảnh Phong xếp thứ hai hoàng thành thập tú, thực lực lại càng không cần phải nói đến. Căn bản không yếu hơn bọn hắn, vậy mà lại kêu Tiêu Phàm là công tử. Tiêu Phàm nhún vai không biết nên mở miệng như thế nào. Ta hiện tại theo công tử làm việc. Ảnh Phong vội vàng mượn cớ, là người huyết lâu, thân phận vẫn nên giữ bí mật, có thể không cho ai biết liền tận lực không để lộ thân phận. Khó trách ngươi lại giúp lão tam. Bàn tử lơ đễnh, hắn biết Tiêu Phàm không nói cho hắn nội tình trong đó, khẳng định là Tiêu Phàm có cố kỵ. Bây giờ ngẫm lại làm thế nào có thể rời khỏi nơi này đi. Ánh mắt Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, ba người hiện tại không ngừng chìm xuống, tia sáng bốn phía cũng chậm chậm tối mờ. Phía trên thủ vệ đều xâm nghiêm, hiện tại đi lên khẳng định là tự chui đầu vào lưới. Ảnh Phong nhíu mày nói. Ta cần một chút thời gian, hàn khí nơi này đối với ta tu luyện có chỗ tốt. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Hắn một mực thao túng U Linh chiến hồn luyện hóa cỗ hàn ý kia. Công tử có thể hấp thu hàn băng chi khí. Ảnh Phong nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Làm sao, chẳng lẽ trước kia không ai thử qua sao? Hàn khí này đối với chiến hồn thủy thuộc tính hẳn rất hữu ích mới đúng. Lúc này Tiêu Phàm ngược lại rất ngạc nhiên. Ảnh Phong cười khổ một tiếng, đây là sông băng. Băng phong mấy ngàn năm có thể khiến chiến vương cảnh chết cóng hay không thì ta không biết. Bất quá chưa từng nghe nói có người có thể tu luyện, cho dù chiến hồn thủy thuộc tính cũng không ngăn cản được cỗ hàn khí này. Thật sao, Tiêu Phàm có chút buồn bực, thầm than U Linh chiến hồn thật đúng là bất phàm. Tại sao lâu như vậy chúng ta vẫn chưa chìm xuống đáy sông? Đây không phải là một con sông sao? Bàn tử đột nhiên mở miệng nói. Hai người Tiêu Phàm và Ảnh Phong cũng cau mày một cái, bốn phía đã triệt để tối đen rồi, bọn hắn thật đúng là không chú ý tới cái này. Các ngươi có cảm thấy bên ngoài càng ngày càng lạnh không? Tiêu Phàm cũng phát hiện vấn đề cổ quái này. Ảnh Phong cùng bàn tử lắc đầu chỉ U Linh chiến hồn, Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, hắn quên mất U Linh chiến hồn đem cỗ hàn ý cùng nước sông ngăn cản ở ngoài, bàn tử và Ảnh Phong căn bản không cảm ứng được. Tiêu Phàm xuyên thấu qua U Linh chiến hồn cảm thụ được biến hóa bên ngoài, thần sắc hắn càng ngày càng ngưng trọng, cỗ lạnh ý kia khiến hắn bắt đầu có chút tiếp nhận không được. Không được, không thể tiếp tục chìm xuống. Tiêu Phàm hít sâu, cũng không phải hắn không thể ngăn cản cỗ hàn ý kia, mà là cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, điều quan trọng là đáy sông tựa như một cái động không đáy, điều này quá tả môn đi. Chẳng qua khi Tiêu Phàm chuẩn bị đi lên, hắn lại phát hiện căn bản không được. Thân thể vẫn đang hướng về phía dưới rơi xuống. Lão Tam, chuyện gì xảy ra vậy? Bàn tử phát hiện thần sắc Tiêu Phàm có chút không thích hợp. Không đi lên được, nơi này sức nổi càng ngày càng ít. Sắc mặt Tiêu Phàm khó coi nói, hắn dùng hết toàn lực nhưng vẫn như cũ không thể mảy may đi lên. Phía dưới như có một cỗ đại lực kéo hắn xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Bàn tử cùng Ảnh Phong cả kinh kêu lên. Ta biết làm thế nào rồi, ngồi hóng mát thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Lúc này còn nói đùa. Bàn tử hận không thể đánh Tiêu Phàm một trận. Chí ít tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng đúng không? Tiêu Phàm ngược lại nhìn rất thoáng. Bản thân ba người chui vào đáy sông, cũng không có cách giải quyết bào. Nếu như trên mặt sông thì đoán chừng đã sớm trở thành tử thi rồi. Các ngươi nhìn kìa, chỗ kia hình như có ánh sáng. Đột nhiên. Ảnh Phong cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm và bàn tử đồng thời quay đầu nhìn lại, U Linh chiến hồn xuyên qua khe hở liền bắt gặp một vòng sáng bạc lóe lên. Một sợi ngân quang trong bóng tối chợt lóe lên, giống như sao băng sáng lạn trong đêm tối, điều này không khỏi làm trong lòng ba người Tiêu Phàm rung động. Nơi đáy sông sâu, làm sao lại có ngân quang? Nếu như chỉ một người nhìn thấy, có lẽ còn coi là hoa mắt, nhưng cả ba người đều nhìn thấy thì vậy nó thật sự tồn tại rồi. Hô, lại một đạo quang mang từ phía dưới phát ra, chiếu trong nước sông sâu sáng lạn vô cùng. Tựa như là từ phía dưới bắn lên. Bàn tử kinh dị nhìn dưới chân. Dù sao tạm thời không đi lên được, dứt khoát xuống dưới nhìn xem sao.
Tiêu Phàm thử hỏi, Ảnh Phong và Bàn Tử không khỏi trợn mắt một cái, cũng coi là ngầm thừa nhận. Đến nơi này rồi, nếu như không phải Tiêu Phàm có chiến hồn che chở, bọn hắn đã sớm đông thành tượng băng. Ba người không ngừng chìm xuống, cũng không biết qua bao lâu, U Linh chiến hồn đột nhiên tản mát ra khí tức bàng bạc. Tiêu Phàm vui vẻ, đây là dấu hiệu U Linh chiến hồn muốn đột phá. Hiện tại U Linh chiến hồn đã tới lục phẩm, nếu như đột phá lần nữa, há không phải muốn đột phá đến thất phẩm. Thực sự trong họa có phúc, trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Ân, đột nhiên Tiêu Phàm run lên, bạch thạch trong đan điền đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lóa. Đoạn thời gian trước gặp được Tử Thần Châu cùng Tiểu Đỉnh Thần Bí, bạch thạch cũng có dạng biến động này. Chẳng lẽ có dị bảo? Tiêu Phàm không khỏi kích động. Nếu như trước đó hắn còn có chút do dự, như vậy hiện tại, Tiêu Phàm lại rất kiên quyết. Hắn tin tưởng năng lực của bạch thạch, khẳng định phát hiện đồ vật tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên ra tốc hướng xuống phía dưới, điều này khiến Ảnh Phong cùng Bàn Tử giật mình, nhưng thấy trong mắt Tiêu Phàm một vẻ kiên quyết, hai người cũng không nói gì. Thời gian nửa chén trà nhỏ, từng đạo ngân quang phía dưới ba người càng nhiều, óng ánh trong suốt như đêm sao trên bầu trời, chói lọi vô cùng. Đó là, đột nhiên, ánh mắt ba người đồng thời bị một bóng mờ nơi xa hấp dẫn lấy. Dưới ánh sáng mờ ảo của những tia sáng bạc, một đạo bóng đen to lớn hiện ra trước tầm mắt ba người. Hình dáng có thể thấy rõ ràng, giống như một đầu mãnh thú hồng hoang ẩn núp đang ẩn núp, tản mát ra một cỗ khí tức cổ lão tang thương khiến ba người không thở nổi. Ba người chìm xuống, bóng đen kia dần chậm rãi trở lên rõ ràng, ba người chăm miệng một lời, cung điện. Không sai, bóng đen kia là một tòa cung điện khổng lồ, bốn phía cung điện có một đạo ánh sáng trắng, đem tất cả nước ngăn cản ở bên ngoài, những điểm sáng kia chính là từ cái màn ánh sáng trắng phát ra. Cung điện nguy nga hùng vĩ, khí thế hào hùng do thanh đồng cổ lão rèn đúc. Vết xỉ lốm đốm phía trên lưu lại dấu vết vô số tuế nguyệt. Trước cung điện là quảng trường, được dùng từng mảng đá xanh trải thành. Quảng trường không lớn, xung quanh tầm 30 mét, phía trên từng cây đại trụ thanh đồng đã sụp đổ. Phía trên thanh đồng đại trụ lưu lại vô số vết đao kiếm, hiển nhiên là trải qua một cuộc đại chiến mới bị sụp đổ. Tại trung tâm của phế tích cắm vô số hồn binh, còn có vô số xương khô. Xương khô sớm đã mất đi quang trạch, hiển nhiên đã chết từ rất lâu rồi. Ba người nín thở ngưng thần, nhíu chặt lông mày, kiềm chế cỗ khí tức xúc động trong lòng. Thanh đồng đại điện khiến người ta cảm giác cực kỳ nặng nề. Thời gian nửa nén hương, ba người rốt cục cũng tới gần màn ánh sáng trắng. Vốn tưởng sẽ bị màn ánh sáng trắng ngăn cản, nhưng ngoài ý muốn. Ba người trực tiếp xuyên qua màn sáng trắng, cỗ hàn ý kia cũng đột nhiên biến mất. Hô, đột nhiên sức nổi biến mất, ba người rơi xuống phía dưới quảng trường. Tiêu Phàm lập tức thi triển thế vân tung, ngự không phi hành, cuối cùng vững vàng rơi ở trên quảng trường. Ôi, Bàn Tử và Ảnh Phong không có vận khí tốt như vậy, đập ầm ầm trên nền đá xanh của quảng trường đau ê ẩm cả mông. Cao 30, 40 mét như thế, không đem xương cốt bọn hắn ngã nát là đã rất may mắn rồi. Không có việc gì chứ. Tiêu Phàm vội vàng đi qua. Cũng ổn, cũng may lần trước ngươi cho ta học phiêu miểu thần tung bộ, bằng không lần này không chết cũng bị thương. Bàn Tử xoa xoa cái mông. Ta không sao. Ảnh Phong lắc đầu, ánh mắt hướng về phía cung điện kia. Tiêu Phàm và Bàn Tử lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn hắn lại rất bất an, thật giống như đang bị một ánh mắt nhìn chằm chằm. Lão Tam, tại sao ta cảm giác nơi này so với bên trên còn lạnh hơn? Bàn Tử run run, đề phòng nhìn tứ phương. Ta cũng có cảm giác này. Ảnh Phong gật đầu, vốn là sát thủ, nhạy cảm với nguy hiểm không phải người bình thường có thể so sánh được. Loại lạnh này không phải đến từ cảnh vật chung quanh, mà là đến từ linh hồn. Tiêu Phàm gật đầu, hiển nhiên trong lòng hắn cũng có loại cảm giác này, bất quá hắn vẫn thử đi đến cung điện, bởi vì quang mang của bạch thạch càng ngày càng hừng hực. Mặt đất chất đầy hồn binh, đáng tiếc sớm đã rỉ lốm đốm mất đi linh tính, biến thành phế liệu, không có một chút tác dụng nào. Bằng không đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Thăm dò nửa ngày, đại điện như cũ vẫn thập phần yên tĩnh. Không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá ba người cũng không dám buông lỏng, càng đến gần đại điện,
loại bất an kia càng ngày càng đậm hơn. Lão Tam, Ảnh Phong, hay là thôi đi. Bàn Tử kéo kéo cổ áo, che kín cổ. Ta cảm thấy cũng nên rời đi, bất quá có vẻ như rời đi cũng không dễ rồi. Ảnh Phong hết sức trịnh trọng gật đầu, thế nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Rời quảng trường chắc chắn sẽ bị hàn khí làm chết cóng. Cho dù có thể ngăn cản cỗ hàn ý kia cũng không thể đi lên, nếu có thể đi lên, ba người cũng không có khả năng tới được nơi này. Chớ nóng vội. Tiêu Phàm cẩn thận liếc nhìn bốn phía đại điện, thế nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Đại điện có 9 cái thanh đồng đại trụ trèo trống, nhưng bị đứt gãy 4 cái. Thanh đồng đại trụ cùng thanh đồng đại điện có điêu khắc một vài bức họa, sinh động y như thật. Cho dù đi qua vô số tuế nguyệt nhưng hình khắc vẫn thập phần rõ ràng như cũ, đó là một nam tử nửa người trên trần trụi tay không chém giết một man hoang cự thú. Cơ bắp nam tử tràn ngập khí lực bạo tạc, mặc dù chỉ thấy bóng lưng nhưng vẫn có thể cảm nhận được tư thế oai hùng của hắn. Man hoang cự thú bộ dạng thống khổ, miệng há to, bị nam tử khôi ngô đẩy lui, xương cốt đều bị xé rách. Ba người Tiêu Phàm bất động thân sắc, bậc vĩ lực này, cho dù là chiến đế đoán chừng cũng làm không được, chẳng lẽ là chiến thánh hoặc chỉ có chiến thần trong truyền thuyết. Công tử, các ngươi nhìn xem đây là gì? Ảnh Phong đột nhiên kêu lên, Tiêu Phàm cùng Bàn Tử trong nháy mắt đi qua. Phía trước Ảnh Phong, một tấm bảng thanh đồng gần như đứt gãy, còn 1/3, lộ ra phần nhỏ, hơn nữa nơi đó còn có một chữ cứng cáp cực lớn. Chiến, Tiêu Phàm và Bàn Tử cùng nói ra, nhìn vào trong mắt, ba người cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên, một cỗ uy áp to lớn xông thẳng vào đại não của ba người. Vô tận chiến hồn bên trong Tiêu Phàm mãnh liệt trào ra, đem cỗ uy áp kia ngăn cản bên ngoài. Tiêu Phàm lung lay đầu, phát hiện phía sau lưng đã ướt đẫm. Tỉnh lại, Tiêu Phàm vận chuyển hồn lực hét lớn, Ảnh Phong cùng Bàn Tử giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại, liên tục rút lui mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chữ thật bá đạo, Bàn Tử hít sâu nói, Ảnh Phong gật đầu thật sâu. Một chữ, liền khiến mấy người lâm vào một loại huyễn cảnh, có thể thấy chữ này đáng sợ đến nhường nào. Một chữ đã như thế, vậy cái cung điện này thì như thế nào đây? Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía thanh đồng đại điện, cửa điện hờ khép, một cỗ khí tức già nua bàng bạc từ bên trong đại điện tràn ra. Bàn Tử và Ảnh Phong thu liếm thần trí, ánh mắt cũng rơi vào phía trên thanh đồng đại điện. Ba người trầm mặc không nói, trong lòng vô cùng kiêng kỵ sự tồn tại của thanh đồng đại điện. Hồi lâu, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ngẩng đầu hướng về cửa đại điện đi đến. Lão Tam! Bàn Tử sầm mặt lại, hắn muốn ngăn cản, nhưng Tiêu Phàm căn bản không để ý đến, đạp trước bậc thang của đại điện. Bậc thang có 9 bậc, cũng là dùng đá đồng xanh mà làm. Phía trên gập ghềnh, vết rỉ lốm đốm, có vài chỗ rất hiển nhiên là do máu tươi tạo thành. Tiêu Phàm không ngừng bước, quang mang bạch thạch trong đan điền càng ngày càng hừng hực. Tiêu Phàm biết rõ, bên trong khẳng định có bảo bối. Lúc này, Tiêu Phàm chậm rãi nâng bước chân, mỗi một bước đều đi rất cẩn trọng. Dường như có một cỗ khí tức bàng bạc, vô hình đập vào mặt, ngăn trở Tiêu Phàm không cho hắn tới gần. Giống, bỗng nhiên một tiếng gầm thét ngập trời vang vọng trong hư không. Đại môn thanh đồng điện rung động, một cỗ sóng âm trùng kích từ bên trong đại điện quét sạch mà ra. Phốc, Tiêu Phàm biến sắc, không chút do dự dùng vô phong trọng kiếm ngăn khuất trước người, nhưng vẫn bị cỗ lực lượng khổng lồ kia hất bay, trong miệng máu phun không ngừng. Vô phong trọng kiếm nổ vang một tiếng trực tiếp hóa thành cho bụi. Tiêu Phàm bay ngược ra hung hăng đập xuống đất, y phục bị xé nát, toàn thân máu me đầm đìa. Lão Tam, Bàn Tử kêu to, vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Phàm, Ảnh Phong cũng trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Ta không sao. Trong miệng Tiêu Phàm ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, vội vàng vận chuyển vô tận chiến quyết, điều động lực lượng bạch thạch để khôi phục thân thể. Sau một lúc lâu, trên mặt Tiêu Phàm rốt cục cũng khôi phục một tia huyết khí, nhìn về phía đại môn thanh đồng điện phát ra một tia sợ hãi. Hắn biết lấy thực lực của bọn hắn, đồ vật trong điện thanh đồng là không thể nào lấy được. Nghĩ biện pháp rời nơi này đi, Tiêu Phàm hít sâu, trong lòng cực kỳ không cam lòng, thân ở trước Bảo Sơn nhưng lại không thể làm gì, loại tâm tình này khiến hắn thập phần khó chịu. Tiêu Phàm thở dài trong lòng, vẫn là thực lực hắn quá thấp.
hai người Bàn Tử và Ảnh Phong đương nhiên sẽ không phản đối, cái Thanh Đồng Đại Điện này quá kinh khủng rồi, căn bản không phải nơi bọn hắn có thể quấy nhiễu. Nghĩ vậy, ba người vội vàng hướng về phía sau quảng trường thối lui, tận lực rời xa Thanh Đồng Điện để tránh phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Vừa mới đi ra mấy bước đột nhiên một trận rung động quỷ dị truyền đến, ba người tê cả da đầu, lông tơ toàn thân dựng đứng. Ai nắm chân ta, Bàn Tử sợ hãi kêu, đá ra một cước, khiến hắn hít một hơi lạnh, một bộ xương khô bị hắn đá bay đi. Tiêu Phàm và Ảnh Phong cũng kịp phản ứng, chỉ thấy khô lâu kia trên không trung lật nhào một cái, vững vàng rơi vào đá xanh trên quảng trường. Trong tay hắn cầm một trường đao, chuôi đao đã có vết rỉ lốm đốm, từng bước một hướng về phía bọn hắn đi tới. Cái đờ sao o gì vậy? Cho dù quen giết chóc, Ảnh Phong cũng bị dọa đến toàn thân run lên. Là xương khô sống lại, Bàn Tử trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hô, đột nhiên, xương khô hóa thành một trận gió, lách mình xuất hiện ở trước mặt ba người bọn Tiêu Phàm. Ảnh Phong phản ứng cực nhanh chém ra một kiếm, một đạo tàn nguyệt kiếm khí màu đen xẹt qua hư không. Ầm một tiếng, bộ xương bị một kiếm chặt đứt, xương khô bay tán loạn. Ùm ục ục. Nhưng tiếng rung động kia càng ngày càng kịch liệt, bốn phía vang lên. Ba người tựa như bị điện giật đứng nguyên tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn bốn phía. Lấy bọn hắn làm trung tâm, vô số xương khô từ mặt đất đứng lên. Bọn hắn nhìn thấy, cánh tay một bộ xương khô đang nắm lấy đầu lâu bị nát đặt ở trên cổ hắn, con người trống rỗng đen kịt lộ ra nụ cười quỷ dị. Còn có bộ xương chim khác tạo thành thể phi hành, chậm rãi bay lên không trung. Nếu như chỉ là một hai cỗ cũng liền thôi, mấu chốt là khắp nơi đều lít nha lít nhít xương trắng, đem ba người bọn hắn bao phủ tại quảng trường. Ba người bọn Tiêu Phàm nuốt nước miếng, không khỏi xoa xoa con mắt, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Những trên người mấy bộ xương này rõ ràng không có bất kỳ sự sống, làm sao có thể sống dậy chứ? Không ổn, Tiêu Phàm sợ hãi kêu, đột nhiên vô số khô xương trắng hướng về phía ba người liều chết xung phong. Có tàn kiếm, có đao gãy, một loại khí thức tử vong tràn ngập toàn bộ quảng trường. Ba người Tiêu Phàm trong nháy mắt đề phòng tới cực điểm, đứng thẳng thành hình tam giác, trong lòng kinh hoàng tới cực điểm. Cũng không phải do xương trắng quá mạnh mà là quá nhiều, ước tính phải mấy nghìn bộ. Phốc, một bộ xương khô đã chém trúng cánh tay Bàn Tử, máu tươi chảy ra, loại cảm giác đau đớn trong nháy mắt khiến hắn lấy lại tinh thần, đây không phải đang nằm mơ. Tiêu Phàm và Ảnh Phong sớm đã xuất thủ, kiếm khí đao khí tung hoành, trong hư không xương vỡ bay tứ tung, vô số xương trắng bị hai người chém vỡ rơi linh tinh. Dẫm lên đều phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Lúc này sự tình phát sinh càng quỷ dị hơn, chỉ thấy những xương trắng bị chém vỡ kia vậy mà lần nữa hồi phục lại, từ mặt đất đứng lên. Huyết la, Tiêu Phàm cầm trong tay đồ lục, quét sạch tứ phương, đao mang đến đâu xương khô đều nổ tung đến đó. Những ngày qua, hắn đối với hung đao đồ lục đã thập phần thành thạo, chỉ là đao pháp còn đang đợi tinh tiến, dù vậy những bộ xương trắng này cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, xương người thực sự quá nhiều, hơn nữa thực lực còn không thấp hơn chiến sĩ cảnh. Tựa như vô số chó hoang cắn xé một đầu voi, voi cố nhiên cường đại, nhưng lại chịu không được. Thời gian dài bị tiêu hao, một khi ngã xuống, chó hoang tuyệt đối sẽ đem voi xé thành mảnh vụn. Lão Tam, Ảnh Phong, quỷ vật quá nhiều, mau nghĩ biện pháp rời đi. Bàn Tử một quyền đánh nát mấy bộ xương khô, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm và Ảnh Phong cũng một mực đang nghĩ biện pháp thoát ly nơi đây, nhưng ngoài sân rộng là một mảnh đen kịt, sau khi ra ngoài, chưa chắc có nơi nào là không nguy hiểm. Chủ yếu là, vạn nhất những cái xương khô này cũng không để bọn hắn đi. Trước tiên diệt bọn hắn, xương khô này tuy nhiều nhưng thực lực không cao. Tiêu Phàm hít sâu, hắn cũng không tin giết không chết đám xương khô này. Ảnh Phong và Bàn Tử cũng quyết tâm, ba người phối hợp hết sức ăn ý, không sai biệt lắm khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, xương trắng liền vơi đi một nửa. Lão Nhị, Ảnh Phong, các ngươi có phát hiện ra những bộ xương khô này hình như mạnh lên? Tiêu Phàm cau mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Ngươi không nói ta còn không phát hiện ra, vừa mới chỉ có thực lực chiến sĩ, hiện tại có vẻ như không kém gì chiến sư. Thần sắc Bàn Tử cứng lại, đối chiến xương khô cũng không phải đặc biệt cố hết sức,
nhưng hồn lực của bọn hắn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Số lượng ít, nhưng thực lực mạnh. Ảnh Phong gật đầu, sát phạt chi khí tản ra bốn phía. Tốc chiến tốc thắng, ta không tin một tử vật còn có thể làm được trò chống gì. Thần sắc Tiêu Phàm hung ác, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ, những nơi đi qua, mảng lớn xương khô đều nổ tung. Ba người giống như ba vị tử thần, nhanh chóng thu gặt lấy sinh mệnh của từng bộ xương trắng. Thời gian một nén nhang về sau, mấy ngàn xương khô rốt cục chỉ còn lại mấy trăm, chỉ cần còn một bộ xương là thực lực liền gia tăng đến chiến tôn cảnh. Như thế không phải biện pháp hay, vạn nhất cuối cùng biến thành chiến vương thì sao? Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Chiến vương thì chiến vương, cho dù là chiến vương cũng chảm. Bàn tử bừng bừng hào khí, xuất thủ cực kỳ ngoan lệ. Nếu như chỉ là một, hai chiến vương, cũng không có vấn đề. Ảnh Phong cũng gật đầu. Vậy liền tiếp tục giết đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ đành phải tiếp tục xuất thủ, hắn cũng rất tò mò, nếu như diệt đám xương khô này, có thể sẽ phát sinh sự tình gì hay không? Chém giết một phen, Tiêu Phàm cũng như kết xuất một quy luật, hơn vạn chiến sĩ xương khô, cuối cùng biến thành mấy ngàn chiến sư cảnh xương khô. Sau đó lại biến thành mấy trăm chiến tôn cảnh, như thế càng ngày càng ít xương khô và đối mặt với chiến tông cảnh xương khô là điều tất nhiên, chỉ là số lượng khẳng định cũng sẽ giảm rất nhiều. Trước đó đối mặt với 200 chiến tông cảnh ngữ lâm quân bọn hắn đều không sợ hãi, huống chi chỉ còn khoảng trăm sinh mệnh. Một lúc lâu sau, mấy trăm đầu lâu rốt cục chỉ còn lại chừng 100 cái, xác thực như Tiêu Phàm suy nghĩ, những bộ xương khô này chính xác đều đạt tới chiến tông cảnh. Còn chưa có xong. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi, hồn lực bên trong vốn còn thừa không nhiều, hơn một canh giờ chém giết, hồn lực đã nhanh tiêu hao sạch sẽ. Ảnh Phong, Lão Tam, các ngươi trước cứ khôi phục hồn lực, ta tới đấu với bọn hắn. Tiêu Phàm nói ra, một kiếm quét ra, mười mấy bộ xương khô bị Tiêu Phàm đánh cho thành tàn phế. Một mình ngươi, bàn tử cùng Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, có chút không yên lòng. Tin tưởng ta, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, hắn đã có thể khống chế hồn lực đạt tới cấp độ tỉ mỉ, hơn nữa hồn lực trong cơ thể cực kỳ nhiều, lại thêm u linh chiến hồn. Hắn tùy thời đều có thể luyện hóa hồn thạch bổ sung hồn lực. Chiến đến hiện tại, hồn lực Tiêu Phàm mới tiêu hao 1/3. Cẩn thận, bàn tử cùng Ảnh Phong hít sâu khẩu khí, xếp bằng ở quảng trường, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tiêu Phàm cầm đồ lục trong tay đứng ở cách đó không xa, một người một đao, phàm là xương khô tới gần đều bị đánh bay, hơn nữa Tiêu Phàm khống chế lực lượng rất tốt, cũng không có giết chết bọn hắn. Quả nhiên nếu không chết, thực lực của những bộ xương này liền không có biến hóa quá lớn. Tiêu Phàm híp hai mắt, buông lỏng một hơi. Nếu như thực lực của xương khô theo thời gian mạnh lên, vậy thì có chút đáng sợ, dù sao chừng 100 bộ xương nếu đều biến thành chiến vương cường giả, thì đừng nói ba người chỉ là chiến tông cảnh, cho dù là chiến vương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ vậy, trong mắt Tiêu Phàm sáng lên, có lẽ những bộ xương này cũng không phải là nguy hiểm như vậy. Ngược lại có thể dùng bọn hắn tăng lên thực lực của ta. 100 bộ xương khô chiến tông cảnh, có thể so sánh với 100 ngữ lâm quân, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Nếu như dùng những bộ xương khô để luyện tập mà nói, vô luận là chiến kỹ hay là thân pháp, hoặc là trên phương diện kỹ xảo chiến đấu đều tuyệt đối sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Tiêu Phàm chậm rãi thu liễm sát ý, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ nhanh chóng lao đến chỗ đám khô lâu. Hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, đồ lục trong tay vũ động, từng bộ xương khô bị bắn bay. Thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm dường như tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, thân pháp càng ngày càng phiêu miểu, đao pháp càng ngày càng lăng lệ. Bàn tử và Ảnh Phong thức tỉnh, thấy cảnh này mắt hoàn toàn trợn tròn. Nguyên bản hai người chuẩn bị thi triển quyền cước, nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm lại đem 100 chiến tông khô lâu biến thành đá mài đao. Khí thế trên người càng ngày càng mạnh, tựa như tùy thời có thể đột phá. Thiên Phú công tử thực sự là yêu nghiệt. Ảnh Phong thở dài, hắn cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, đổi lại là hắn sẽ chỉ mau chóng giải quyết nhanh nơi này chứ không cùng khô lâu chiến đấu. Đây tính là cái gì? Bàn tử lắc đầu, ngươi là chưa thấy qua Lão Tam tu luyện chiến kỹ. Dù sao thứ ta làm được, hắn cũng làm được, thứ ta không làm được, hắn cũng có thể làm được. Ảnh Phong kinh ngạc nhìn bàn tử.
Đừng nhìn ta như thế, nếu như lần này có thể không chết, về sau ngươi sẽ thấy, ngươi cảm thấy đao pháp lão tam như thế nào. Bàn tử nhún vai, đột nhiên hỏi. Ảnh phong quan sát tỉ mỉ Tiêu Phàm, lúc này mới nói, nếu như ta chưa thấy qua hắn am hiểu sử dụng kiếm, có thể sẽ cho là hắn vẫn luôn là một đao khách, kiếm đạo ta không dám nói, nhưng ở đao đạo, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không người nào có thể thắng được công tử. Đồng cảm. Bàn tử nhìn qua nơi xa, động tác Tiêu Phàm phiêu giật thoải mái, rất tán thành gật đầu. Chớ đứng nói chuyện không đâu, các ngươi ai tới thử xem. Dùng những bộ xương khô này ma luyện thực là phương pháp không tồi. Âm thanh Tiêu Phàm vang lên, hắn một đao đẩy lui tầm mười mấy bộ xương, lách mình xuất hiện ở bên người bàn tử cùng Ảnh Phong. Ta tới, Ảnh Phong, người thay lão tam hộ pháp. Bàn tử hướng về một bộ xương đánh tới. Lão nhị, cẩn thận một chút, đừng giết chết bọn chúng. Nếu không chết, thực lực bọn chúng sẽ không mạnh lên. Tiêu Phàm nhắc nhở. Được, bàn tử gật đầu, trên người tỏa ra hồn lực cường đại, giống như dãy núi cao, cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Tiêu Phàm cho Ảnh Phong một ánh mắt, vội vàng xếp bằng tại chỗ bắt đầu khôi phục thể lực. Qua mấy canh giờ chém giết, hồn lực bên trong cũng đã nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ. Lấy ra từng khối hồn thạch đặt ở chung quanh hắn, u linh chiến hồn hiển hiện, vô tận chiến quyết vận chuyển, Tiêu Phàm chính là lấy tốc độ kinh khủng khôi phục hồn lực. Cảm nhận được hồn lực trên người Tiêu Phàm khởi động, khóe miệng Ảnh Phong không khỏi giật một cái, trong lòng buồn bực nói, cái này rốt cuộc là chiến hồn gì, làm sao quỷ dị như vậy. Lúc này, Ảnh Phong thu liếm tâm thần, thay Tiêu Phàm hộ pháp, cũng thuận tiện thay bàn tử lược trận. Sau ba canh giờ, bàn tử dừng lại, bắt đầu khôi phục thể lực, Ảnh Phong thay thế vị trí bàn tử, bắt đầu cùng một đám xương trắng chém giết. Đồng thời, Tiêu Phàm đã trải qua khôi phục hồn lực bắt đầu thay bàn tử hộ pháp, lược trận cho Ảnh Phong. Lòng vòng như vậy, dòng dã hơn nửa tháng, ba người chiến kỹ, thân pháp, cùng kỹ xảo chiến đấu đều có biến hóa rất lớn, trong lúc đó, bàn tử thực lực cũng có chút tăng vọt. Ảnh Phong cách chiến vương cảnh chỉ có một bước, chỉ là muốn đột phá chiến vương lại không đơn giản như vậy, cần hồn lực khổng lồ không cách nào tưởng tượng được. Tiêu Phàm cũng giống như thế. Hồn lực hắn cần để đột phá chiến tông cảnh đỉnh phong tuyệt đối có thể so với người bình thường lúc đột phá chiến vương cảnh. Bàn tử tu vi tinh tiến, cũng gần như hao phí tất cả hồn thạch bên trong hồn giới, Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong tự nhiên không dám tự tiện đột phá, lưu lại hồn thạch, bọn hắn còn muốn dùng để chiến đấu. Công tử, những bộ xương này đối chúng ta vô dụng rồi. Ảnh Phong từ bên trong đá bay bộ xương khô đi tới bên người Tiêu Phàm cùng bàn tử. Nửa tháng ma luyện, 100 đầu lâu không biết bị ba người đánh cho tàn phế bao nhiêu lần, ba người tiến bộ hết sức rõ ràng. Những bộ xương đã không cách nào làm cho bọn hắn tiếp tục tiến bộ thêm được nữa. Vậy liền giết đi, Tiêu Phàm trong mắt hiện lên hàn ý, một đạo thần hồng từ trong tay hắn gào thét ra, đao cương lăng lệ bắn ra bốn phía, mười mấy bộ xương khô trong nháy mắt bị hắn chém giết. Ha ha, nhìn ta đây. Bàn tử cười ha ha một tiếng. Một quyền trực tiếp đánh nát 7-8 bộ xương khô thành bột mịn. 100 cỗ xương khô chiến tông cảnh, ba người chỉ vẻn vẹn cần tầm chút thời gian liền chém giết hầu như đến không còn, có thể thấy ba người thực sự rất đáng sợ. Nhưng ba người cũng không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì tiếp theo mới là vấn đề mấu chốt. Quả nhiên, Tiêu Phàm híp hai mắt, bàn tử và Ảnh Phong đã sẵn sàng nghênh đón quân địch. Xương khô giữa quảng trường đã bị tàn phá. Đột nhiên nhanh chóng ngưng tụ lại, hướng về một nơi, kết nối cùng một chỗ tạo thành một bộ xương khổng lồ. Nhưng mà tất cả những thứ này còn chưa dừng lại, một màn kế tiếp khiến ba người bọn Tiêu Phàm đều hít phải ngụm khí lạnh. Ông, đột nhiên, quanh thân bộ xương khổng lồ tỏa ra bạch sắc khí diễm, bạch sắc hỏa diễm như thiêu đốt. Ngay sau đó, trên người xương khô liền nhanh chóng hòa tan, tựa như đang bị nung khô. Một cỗ khí tức nặng nề từ trên người chiến lâu tản ra, trên quảng trường cuồng phong gào thét như vòi rồng đánh thẳng vào bốn phía. Ba người Tiêu Phàm đứng không vững, không ngừng lui lại phía sau. Nhưng quanh thân bộ xương là bạch sắc hỏa diễm, lại thiêu đốt càng thêm hung mãnh, tia sáng bốn phía đều giống như bị nuốt chửng, chậm rãi biến thành hắc ám. Nguyên bản chỉ là bộ xương khô, nhưng bị hỏa diễm thiêu đốt liền biến thành trắng noãn như ngọc. Như là bạch sắc thủy tinh tản mát ra quang mang sáng chói.
Cuồng phong chậm rãi dừng lại, quảng trường lần nữa biến hóa, chỉ là trước mặt ba người bọn hắn lại có thêm một bộ khung xương tuyết bạch. Khung xương tuyết bạch tản ra quang mang nhu hòa, giống như là dùng dương chi ngọc điêu khắc mà ra, thậm chí, cái khung xương này còn cho người ta một loại ảo giác, chẳng những không có cảm giác u sâm sợ hãi, ngược lại còn tràn ngập khí tức thánh khiết. Khô lâu chiến vương, ba người chăm miệng một lời kinh hô, không khỏi lui ra sau mấy bước. Chỉ bằng vào khí tức phát ra trên người bộ xương kia tuyệt đối chính là cường giả chiến vương cảnh, hơn nữa còn không phải chiến vương cảnh bình thường. Ba người như lâm đại địch, đề phòng nhìn chằm chằm khô lâu chiến vương. Cũng đúng lúc này, khô lâu chiến vương động, chậm rãi nâng cả cánh tay lên. Từng đạo hồn kiếm gào thét bắn ra, hồn kiếm tới rất nhanh, trong hư không phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Cẩn thận, Tiêu Phàm kêu một tiếng sợ hãi. Ba người lập tức hướng về ba phương hướng tránh đi. Oanh, hồn kiếm chạm trên nền đá xanh quảng trường, từng khối phiến đá nổ tung bay tán loạn. Công tử, Nam Cung huynh, khô lâu chiến vương này không thua chiến vương trung kỳ. Ảnh Phong hít sâu một hơi, hắn biết rõ chiến vương cảnh đáng sợ như thế nào. Lúc hắn đột phá chiến tông cảnh đỉnh phong, tự tác chủ trương tiếp nhận nhiệm vụ tuyết lâu đi tập sát một chiến vương cảnh sơ kỳ, cuối cùng mặc dù thành công. Nhưng hắn cũng thụ thương thảm trọng, kém chút chết ở nhiệm vụ kia. Dòng dã 3 tháng mới phục hồi như cũ. Chiến vương cảnh sơ kỳ đã đáng sợ như thế, chớ nói chi là chiến vương trung kỳ, hơn nữa đây là chính diện đối địch. Cho dù chiến vương trung kỳ thì như thế nào, một vật chết không có ý thức mà thôi. Bàn tử thần sắc băng lãnh, vô luận như thế nào đều phải giết chết hắn, hắn không chết, người chết chính là chúng ta. Lão nhị, Ảnh Phong. Ta phụ trách hấp dẫn lực chú ý của hắn, hai người các ngươi công kích, hôm nay chúng ta liền chiến chiến vương. Tiêu Phàm hăng hái nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền biến thành một vệt sáng, hướng khô lâu chiến vương đánh tới, dưới chân không ngừng biến hóa, thân pháp quỷ dị vô thường, cho dù chiến vương cảnh cũng chưa chắc có thể chính xác bắt được. Tiêu Phàm dám chính diện thu hút sự chú ý của khô lâu chiến vương, phiêu miểu thần tung bộ hắn đã tu luyện tới đệ nhị trọng, phiêu miểu. Tốc độ không kém gì chiến vương cảnh bình thường. Duy nhất không thể làm được, chính là ngự không phi hành như chiến vương. Huyết la, mất một lúc thời gian, Tiêu Phàm đi tới sườn trái phía dưới khô lâu chiến vương, chém một đao, đao cương hung mãnh hung hăng chảm khô lâu chiến vương. Âm vang một tiếng, đốm lửa bắn tứ tung trong hư không, Tiêu Phàm bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về, bay ngược ra hơn 10 mét mới dừng lại. Ngược lại khô lâu chiến vương vẻn vẹn chỉ lùi lại một bước mà thôi. Quá mạnh, Ảnh Phong cùng bàn tử hai người thấy thế liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm công kích khủng bố đến mức nào, bọn hắn rất rõ, cho dù chiến vương cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn trở một kích này. Nhưng mà khô lâu chiến vương lại dùng thân thể cản, cái khung thủy tinh cốt vậy mà lại không có bất kỳ vết thương gì. Đây chính là chênh lệch a. Trong lòng Tiêu Phàm thầm than. Những ngày qua hắn một mực tu luyện đao pháp, một kích vừa nãy đã là đao pháp mạnh nhất của hắn. Hắn thập phần tự tin một kích này vô địch phía dưới chiến vương cảnh, nhưng thân thể khô lâu chiến vương lại phá không được, cái kia còn đánh cái gì? Đinh đinh đang đang, bàn tử cùng Ảnh Phong hai người cũng thi triển ra nhiều lần công kích, sau đó đao kiếm trong tay chạm trên người khô lâu chiến vương, căn bản bất vi sở động. Mà mẹ nó, bàn tử không khỏi mắng. Phòng thủ thế này cũng quá biến thái đi, nếu là công kích biến thái như vậy, há không phải thuấn sát chúng ta? Ngươi không phải vừa mới nói muốn giết chết hắn à, nhanh như vậy đã chịu thua. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói. Lúc này ngươi còn cười, bàn tử không khỏi trợn mắt một cái. Tại sao không thể cười? Tiêu Phàm nhún vai, lờ đễnh nói, ngươi nói không sai, khô lâu chiến vương phòng ngự rất biến thái, nhưng công kích và tốc độ trong phạm vi của chúng ta có thể chịu được. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể giết chết chúng ta, chẳng lẽ không cao hứng sao? Lời thì đúng, nhưng nếu không giết chết hắn, chúng ta cũng sống không dễ dàng gì, vô pháp khôi phục hồn lực. Bàn tử lo lắng nói. Cũng đúng. Tiêu Phàm theo thói quen tay phải xoa cằm, hắn cũng quên mất. Hắn có thể chậm rãi khôi phục hồn lực, nhưng bàn tử cùng Ảnh Phong không thể làm được như thế. Lại thử nghiệm mấy lần công kích. Chỉ cần tìm nhược điểm của nó sẽ có thể chém chết hắn. Ảnh Phong có chút không tin, lách mình hướng về sau lưng khô lâu chiến vương chạy như bay.
cách Khô Lâu Chiến Vương chừng 5 mét, Ảnh Phong Lăng không nhảy lên như đại bàng dương cánh, lên như diều gặp gió, trở tay nắm hắc sắc trường kiếm đâm vào cổ Khô Lâu Chiến Vương. Xuy, tiếng kim loại bén nhọn ma sát vang lên, đốm lửa bắn tứ tung, trong mắt Ảnh Phong đều là vẻ phiền muộn. Cẩn thận, đột nhiên Tiêu Phàm kêu to, chỉ thấy Khô Lâu Chiến Vương chậm rãi nâng một tay lên hướng về phía Ảnh Phong vung tới. Trong tay nó, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một chuôi bạch sắc liêm đao. Ảnh Phong cảm giác cổ đau nhói, toàn thân lông tơ dựng đứng. Một cước đá vào bả vai Khô Lâu, tại hư không lộn nhào, mượn lực hướng về phương xa rơi xuống. Nhưng bạch sắc liêm đao đến quá nhanh, trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Ảnh Phong. Huyết sát, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong lúc sinh tử, thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Đồ lục đao trong tay Tiêu Phàm chẳng biết từ lúc nào đã biến thành tu la kiếm, muốn cứu Ảnh Phong, nhất định phải thi triển một kích cường đại nhất. Hung đao đồ lục tuy mạnh, nhưng tốc độ công kích đao pháp lại không nhanh như kiếm pháp. Kiếm khí lăng lệ màu đỏ phá toái hư không, xông tới cánh tay nắm bạch sắc liêm đao, cũng ngay tại thời khắc Tiêu Phàm lo lắng sợ hãi, Khô Lâu Chiến Vương đột nhiên từ bỏ công kích Ảnh Phong, ngược lại hướng phía sau lùi lại. Con người u sâm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không, nói cho đúng, là nhìn chằm chằm tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm, cho người ta một loại cảm giác nhiếp nhân tâm phách. Ha ha, nguyên lai hắn cũng biết sợ. Lão Tam, lão quỷ này có vẻ như sợ kiếm trong tay ngươi. Bàn tử cười ha ha một tiếng, hắn nhìn ra một tia manh mối. Tiêu Phàm híp hai mắt, bị đầu lâu kia nhìn tê cả da đầu, tựa như mọi thứ trên người đều bị hốc mắt đen kịt xem thấu. Tu la kiếm, lúc này, một đạo thanh âm hư vô phiêu miểu vang lên, thanh âm thập phần khàn khàn, tang thương, trong giọng nói có vẻ kinh ngạc, lại có một tia lăng lệ. Lời vừa nói ra, toàn thân ba người Tiêu Phàm, Ảnh Phong và Bàn Tử đều run lên, kinh ngạc nhìn Khô Lâu Chiến Vương. Mặc dù Khô Lâu Chiến Vương không mở miệng, nhưng ba người đều rõ ràng cảm nhận được, cái thanh âm kia là từ phương hướng Khô Lâu Chiến Vương phát ra. Ba người bọn Tiêu Phàm ngưng thần nín thở, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, tu la kiếm trước đó bị linh trí luyện tâm tháp sửa đổi qua, người bình thường không thể nhận ra mới đúng, Khô Lâu Chiến Vương làm sao liếc mắt liền nhận ra. Bang, đột nhiên, đại môn thanh đồng đại điện mở ra, một cỗ khí tức cổ phác, tang thương từ bên trong đại điện truyền ra, ba người phóng tầm mắt nhìn tới. Bên trong u sâm vô cùng, căn bản nhìn không thấu. Đốc đốc, cũng đúng lúc này, Khô Lâu Chiến Vương cử động, hướng về phía Tiêu Phàm chậm rãi đi tới. Ba người Tiêu Phàm nghiêm đề cao cảnh giác, còn người băng lãnh nhìn Khô Lâu Chiến Vương. Bọn hắn cũng đại khái rõ ràng biết thực lực Khô Lâu Chiến Vương, nếu như không chủ động công kích nó cũng sẽ khó giết chết bọn hắn. Ba người cho nhau một cái ánh mắt, chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Nhưng mà khiến bọn họ rất ngạc nhiên, Khô Lâu Chiến Vương đột nhiên cúi xuống, tay phải đặt ở trước ngực, một lễ chào tiêu chuẩn của thân sĩ quý tộc. Ba người Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt, không biết mở miệng như thế nào. Khô Lâu Chiến Vương đến cùng có lai lịch gì, làm sao lại đặc biệt như vậy? Trong lúc nhất thời, ba người không biết làm sao, tiến cũng không được, lui cũng không được. Quý khách, mời, thanh âm tang thương vang lên lần nữa. Có vào hay không? Bàn tử thăm dò hỏi, Tiêu Phàm trước đó tại bậc thang bị đánh trọng thương, vạn nhất tên gia hỏa này cố ý lừa gạt họ thì sao? Tiêu Phàm cũng có chút chần chờ, nhìn về phía Ảnh Phong nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là không phải lừa gạt chúng ta đi, bất quá vẫn là không nên mạo hiểm. Ảnh Phong ngưng tiếng nói, là sát thủ, trực giác hắn rất đúng. Nhưng cũng phải hết sức cẩn thận, bằng không không biết sớm đã chết đi bao nhiêu lần. Tiêu Phàm cảm thụ được bạch thạch trong đan điền có dị dạng, hít sâu một hơi, có ý tứ thong dong chịu chết, nói ta đi vào xem xét, các ngươi ở đây đợi ta. Lão Tam công tử, Bàn Tử và Ảnh Phong lo lắng vô cùng. Muốn chết cùng chết, ta liền không tin lão tử sẽ chết ở chỗ này. Bàn Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi mà chết, ta cũng không phải là đối thủ của Khô Lâu Chiến Vương lại càng không cần phải rời đi. Ảnh Phong lơ đễnh nói. Vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay, dẫn đầu hướng về phía thanh đồng đại điện, Bàn Tử và Ảnh Phong theo sau lưng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ba người vẫn đi rất cẩn thận,
một khi phát hiện vấn đề gì lập tức đào tẩu ngay. Đi qua 9 bậc thang, cũng không có bất kỳ dị thường gì, ba người hơi hơi buông lỏng một chút. Ngắm nhìn cửa U Sâm đại điện, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, vẫn là một bước nhảy vào. Khiến hắn hơi hơi ngoài ý muốn là cố cổ lão chi khí mênh mông kia vậy mà chậm rãi biến mất. Xem ra đối phương cảm thấy tu vi bọn hắn thấp nên lúc này mới thu liếm khí tức. Bang, đợi ba người tiến vào đại điện, cửa điện bỗng đóng lại làm bọn Tiêu Phàm bị dọa cho phát sợ. Ngay sau đó một cỗ hàn ý băng lãnh đánh tới, ba người không khỏi lạnh run. Quý khách không nên kinh hoàng. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, chẳng biết tại sao, lần này lại làm cho người khác cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cỗ hàn ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ba người Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh lại. Liếc nhìn bốn phía, trong đại điện rất tối tăm, cho dù dùng hồn lực cũng vô pháp thẩm thấu, không khí trong đại điện lộ ra tia cổ quái. Tiền bối, người ở đâu? Tiêu Phàm thử thăm dò mở miệng nói. Là lão hủ lãnh đạm quý khách. Theo thanh âm vang lên, trong đại điện bỗng sáng lên, Tiêu Phàm ba người nhìn lại, hít vào ngụm khí lạnh. Trước khi tiến vào đại điện, bọn hắn huyễn tưởng qua đại điện được bố trí tráng lệ, cũng có chất phác cổ lão, thậm chí còn có uy nghiêm trang nghiêm. Đáng tiếc, trước mắt tất cả bọn hắn lại hoàn toàn khác biệt. Đại điện thập phần rộng rãi, cao 7-8 mét, dài rộng tầm 3-40 mét, nguy nga đại khí, bao la hùng vĩ. Cả tòa đại điện tràn ngập sương mù nồng đậm màu trắng. Tại chính giữa đại điện trưng bày một khối hàn băng to lớn. Bên trong hàn băng đứng vững một đạo thân ảnh to lớn, thân ảnh thập phần mơ hồ khiến người ta thấy không rõ dung mạo. Mà bốn phía hàn băng có từng đầu xiềng xích to lớn màu đen giam cầm tứ phương, liên thông với bốn phía thanh đồng đại trụ của đại điện. Tiền bối, Tiêu Phàm nhìn thân ảnh bên trong hàn băng, hơi kinh ngạc. Đây có vẻ như không phải nhân tộc A, trong nhân tộc không có thân thể cao lớn như thế. Nếu như không phải nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng thần thái, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn còn sống. Quả nhiên là Tu La Kiếm. Cũng đúng lúc này, con mắt to lớn chuyển động một cái, nhìn về phía Ảnh Phong và Bàn Tử nói, hai vị tiểu hữu, trong gian điện phụ bên cạnh có chút đồ vật, có lẽ đối với các ngươi có chút hữu dụng. Ảnh Phong và Bàn Tử chỗ nào không minh bạch, thân ảnh to lớn kia có chuyện muốn cùng Tiêu Phàm nói riêng, nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu, hai người lúc này mới rời đi. Chiến tộc Chiến La, kính chào Tu La Điện điện chủ. Tại hạ không cách nào hành lễ, xin thứ tội. Đợi Ảnh Phong cùng Bàn Tử tiến vào bên trong chắc điện, thân ảnh to lớn đột nhiên kích động nói. Chiến tộc, Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, lập tức lại vội vàng nói, tiền bối nghiêm trọng rồi. Điện chủ đại nhân không biết chiến tộc, trong lời nói Chiến La tràn ngập kinh ngạc. Không phải, ta biết rõ. Tiêu Phàm liền vội vàng lắc đầu, đối phương cho rằng mình là Tu La Điện chủ, lúc này cung kính rất nhiều, nếu là phát hiện mình nói láo đoán chừng ngay lập tức sẽ giết chết mình. Vậy nói nghe một chút, Chiến La lại nói. Tiêu Phàm biết rõ, Chiến La hiển nhiên có chút không tin, bất quá nắm giữ Tu La truyền thừa, rất nhanh liền thấy được có liên quan tới chiến tộc. Chẳng qua là khi tiêu hóa những tin tức, trong lòng Tiêu Phàm nổi lên kinh đào hải lãng. Chiến tộc. Tên như ý nghĩa, vì chiến mà sinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó thuộc về nhân tộc, chỉ là hình thể hắn tương đối to lớn, thậm chí to hơn hồn thú bình thường. Đương nhiên, đây không phải điều Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn kinh ngạc người chiến tộc vừa ra đời đã là thực lực chiến hoàng, hơn nữa lực lớn vô tận, một khi trưởng thành liền có thể rời núi lấp biển. Cường độ thể phách chiến tộc cường hãn đến không thể tưởng tượng. Nhục thân có thể so với hồn binh. Một quyền có thể phá núi, một cước có thể đạp sơn hà. Chỉ là bởi vì chiến tộc quá mức nghịch thiên, nhất tộc đàn ông ít ỏi, dù vậy, chiến tộc vẫn là chủng tộc cường đại nhất nhân tộc. Hơn nữa, trước vô số tuế nguyệt, chiến tộc sáng tạo ra chiến thần điện, uy danh không kém Tu La Điện, chính là một trong tam đại chí cao thần điện. Chỉ là chẳng biết tại sao, vài ngàn năm trước chiến tộc biến mất bên trong dòng sông lịch sử. Có người nói chiến tộc đã bị diệt tộc. Chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, kinh ngạc nhìn Chiến La trước mắt, hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Làm sao, ngươi không nói được, ngữ khí Chiến La đột nhiên lạnh xuống, rất hiển nhiên, hắn nghĩ Tiêu Phàm là giả mạo Tu La Điện điện chủ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ,
một đoàn kim sắc hỏa diễm xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Phàm. Một cỗ sóng nhiệt to lớn hướng về bốn phương tám hướng dập dần đi, tất cả hàn khí chung quanh đều bị ngăn cản ở ngoài. Vô tận chiến hồn, con người Chiến La khẽ run lên, thiếu chút nữa thì hàn băng bên trong đi ra, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chiến La tiền bối, ngươi còn có cái gì hoài nghi sao? Tiêu Phàm cười nói. Tiêu Phàm sở dĩ đem vô tận chiến hồn hiển lộ ra, tự nhiên có chủ ý, đây là thứ chiến tộc biết rõ. Chiến thần điện và Tu La điện đều từng là một trong tam đại chí cao thần điện của chiến hồn đại lục, mặc dù chế ước lẫn nhau, nhưng vẫn đồng khí liên chi. Chiến tộc huyết mạch cực kỳ đặc thù, có lẽ là đã từng đánh xuống một ít ấn ký, không có khả năng luyện hóa vô tận chiến hồn. Hơn nữa, giờ phút này Chiến La hẳn là ở vào trạng thái băng phong, trong thời gian ngắn không có khả năng ra ngoài. Mặt khác, một điểm chính yếu nhất chính là truyền thừa chiến hồn căn bản không có khả năng bị người chiến tộc luyện hóa. Một khi Tiêu Phàm tử vong, vô tận chiến hồn cũng sẽ độn không mà đi. Chiến La mạo phạm. Ánh mắt Chiến La lộ ra vẻ xấu hổ, nghĩ đến bản thân vậy mà lại hoài nghi Tu La điện chủ, trong lòng có chút run rẩy. Tiền bối nghiêm trọng, không biết tiền bối vì sao bị phong ấn ở chỗ này. Tiêu Phàm lơ đễnh, đem vô tận chiến hồn thu nhập vào trong đan điền. Nghe được Tiêu Phàm nói, trong mắt Chiến La lóe lên một vòng lệ khí ngập trời, Tiêu Phàm bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch vô cùng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Cũng may Chiến La phát hiện ra biến đổi của Tiêu Phàm liền vội vàng thu liếm khí tức, bằng không mà nói, Tiêu Phàm đoán chừng sẽ ngạt thở mà chết. Mạnh, thật mạnh, đây là ý nghĩ của Tiêu Phàm đối với Chiến La. Cho đến tận giờ này, Chiến La tuyệt đối là người mạnh nhất mà hắn từng gặp qua. Tu La điện chủ, vì sao thực lực ngươi? Chiến La lại hỏi vấn đề không liên quan. Tiêu Phàm cũng là nhân tinh, biết Chiến La đang suy nghĩ gì, vội vàng nói ai, không nói gạt ngươi, Tu La điện cũng đã trở thành lịch sử trong lớp bụi thời gian. Cái gì, con ngươi Chiến La một trận rung động, không thể tin được nói, làm sao có thể, làm sao có thể. Tiền bối. Chiến thần điện và Tu La điện bị diệt như thế nào, người biết rõ đúng không? Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, trong đầu hắn có rất nhiều nghi hoặc, vừa vặn tìm đến Chiến La hỏi rõ ràng. Vô luận là chiến thần điện hay là Tu La điện đều từng đứng ở đỉnh phong thế giới, vì sao lại bị diệt? Là nội loạn, hay là ngoại địch, người được Tu La điện truyền thừa, bên trong có ghi chép rất rõ ràng. Nếu như người còn không biết hẳn là do truyền thừa bị phong ấn. Chỉ cần ngươi đạt tới thực lực nhất định, tự nhiên sẽ rõ ràng. Chiến La hiển nhiên là không muốn nói cho Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm có chút thất lạc, bất quá hắn cũng đã sớm đoán được, đạt tới cấp độ gì thì mới có thể biết rõ sự tình. Tràng điện một trận yên tĩnh, hồi lâu sau Chiến La nói ra, Tu La điện chủ, Chiến La có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy cũng đừng nói. Trong lòng Tiêu Phàm rất muốn nói thế. Bất quá khi hắn nghĩ tới lúc bạch thạch phát ra quang mang, vẫn là nhịn xuống, nói tiền bối mời nói, nếu vãn bối có thể làm được, nguyện dùng hết khả năng. Chiến tộc mặc dù thất lạc trong lịch sử, nhưng chiến tộc truyền thừa không thể ngừng. Chiến La muốn mời Tu La điện chủ có thể thay ta tìm chiến tộc truyền thừa, cũng thay chiến tộc ta tìm một người để truyền thừa. Chiến La thập phần khẩn thiết nói. Nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng Chiến La muốn mình tìm người chiến tộc thừa kế cho hắn. Trong lòng vô cùng kích động, lại là không ngờ tới là muốn tìm truyền thừa của chiến tộc, hắn lập tức lại thất lạc mấy phần. Tiền bối cứ gọi ta là Tiêu Phàm, ta nghĩ lấy thực lực tiền bối, chắc hẳn tìm kiếm truyền thừa chiến tộc dễ như trở bàn tay mới đúng. Tiêu Phàm ngẫm lại, bản thân đối với chiến tộc cũng không phải biết rõ, lấy cái gì đi tìm. Hơn nữa, chiến tộc và mình không có chút nào liên quan, mình lại dựa vào cái gì đi tranh đoạt vũng nước đục này. Vậy liền gọi Tiêu điện chủ đi, Chiến La giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, vội vàng nói, Tiêu điện chủ chớ nóng vội, Chiến La tìm ngươi hỗ trợ, tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Tiền bối hiểu lầm ý tứ của ta rồi, ta là nói, chiến tộc truyền thừa nên giao cho nhân tài trong chiến tộc, tìm kiếm người khác, cái này. Tiêu Phàm cắt ngang lời nói của Chiến La. Chiến La nghe vậy, hồi lâu không nói lời nào, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ bi thương. Lúc này mới nói, thật ra là thế nhân hiểu lầm, chiến tộc cổ xưa nhất, kỳ thật cũng không phải là một tộc nhân chân chính. Có thể thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, một khi thức tỉnh,
thực lực ít nhất là chiến hoàng cảnh giới, thậm chí khả năng cao hơn. Thì ra là thế. Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi bổ sung một câu, kể từ đó, thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, há không phải biến thành cự nhân. Chiến tộc truyền thừa tổng cộng chia làm ba bộ phận, chiến thiên bí điển, thiên lôi chiến hồn và chiến thiên kích. Chiến La đột nhiên nói ra. Ơi ơi, ta còn chưa có đáp ứng ngươi mà. Trong lòng Tiêu Phàm kêu to, nhưng lời đến khóe miệng lại bị chiến thiên kích chắn trở về. Tiêu điện chủ thấy sao? Cái kia chính là chiến thiên kích. Chiến La nhìn về phía đỉnh đầu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không chút do dự ngẩng đầu nhìn lại, tại phía trên không trung lơ lửng chiến kích dài một trượng. Thân chiến kích được điêu khắc một chút như đường vân thiểm điện, lộ ra một loại khí tức bá đạo. Đồ vật tốt, Tiêu Phàm kinh hô, chiến kích này đoán chừng phẩm chất không kém hơn Tu La kiếm, không hổ là thần vật chiến tộc truyền thừa. Đáng tiếc, ta đã nắm giữ Tu La kiếm, còn có đồ lục đao, nếu như lại tu luyện chiến kích này, đoán chừng sẽ không tinh. Về sau đường càng thêm khó đi. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, lập tức khẽ lắc đầu. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Chiến La nói, tiền bối, ta ngược lại nghĩ có một người, có lẽ hắn có tư cách có được chiến tộc truyền thừa. Ai, trong mắt Chiến La sáng lên. Vừa mới đi vào kia là bàn tử, chiến hồn của hắn là kim cương đại lực thần Ngưu, có lẽ nắm giữ chiến tộc huyết mạch. Tiêu Phàm vội vàng nói, phù sa không lưu ruộng người ngoài, dạng sự tình tốt này làm sao cũng phải nghĩ đến huynh đệ mình đầu tiên chứ. Có thể cho hắn thử xem. Chiến La ngược lại là không có cự tuyệt, bất quá có thể cầm động chiến thiên kích hay không, liền xem bản thân hắn. Làm sao, chiến kích rất nặng sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Cũng không tính là nặng, 10 vạn cân mà thôi. Chiến La lơ đễnh nói. Cũng không tính là nặng, 10 vạn cân mà thôi. Trong lòng Tiêu Phàm lặp lại câu nói của Chiến La. Xúc động muốn chửi thề, đờ sao em mờ sao? 10 vạn cân còn không nặng sao? Mình là chiến tông cảnh, trước đó dùng vô phong trọng kiếm cũng chỉ có 999 cân, gần nửa tháng mới thích ứng được. 10 vạn cân, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng đây là phân lượng như thế nào. Bàn tử mặc dù dáng người khôi ngô, nhưng cùng đồ vật 10 vạn cân liên tưởng cùng một chỗ vẫn còn có chút không được cân đối. Chiến thiên kích này quả nhiên không hổ là vật của chiến tộc. Chiến tộc nhân cao mã đại. Dáng người khôi ngô, 10 vạn cân đồ vật quơ múa cũng không tính là gì. Khụ khụ, qua bảo hắn thử xem, thử xem. Tiêu Phàm một mặt xấu hổ, thầm nghĩ trong lòng, lão nhị, phúc lợi ta thay ngươi mưu cầu, được hay không liền xem ngươi như thế nào. Chiến La cười không nói, hắn sống vô số tuế nguyệt, như thế nào không biết ý nghĩ trong lòng Tiêu Phàm. Đúng rồi, tiền bối, người bị ai giam cầm ở chỗ này? Nhìn thấy cái dây sắt tráng kiện kia, Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi vấn đề trước đó. Bản thân ta, Chiến La thản nhiên nói, không có khiếp sợ và phẫn nộ, năm đó bản thân bị trọng thương, tính mệnh khó giữ, đành phải đem bản thân băng phong ở đây, không thể xuất thế, chỉ là chiến tộc truyền thừa chưa tìm tới, ta chết không cam tâm. Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Chiến La không phải làm bộ, ánh mắt bên trong thật thê lương, khiến cho người ta một trận chua xót trong lòng. Chiến La rất nhanh từ trong bi thương lấy lại tinh thần, nói Tiêu điện chủ, vì để đền đáp ngươi, Chiến La đưa ngươi một chút tạo hóa nhỏ. Được, được. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng, đây mới là trọng điểm a, cái gì đại ân, tạm thời để qua một bên, tạo hóa gì mới khiến cho người ta hưng phấn. Lão Tam, Chiến La vừa dứt lời, bàn tử và ảnh phong trong nháy mắt từ trong đại điện xuất hiện, trên mặt hai người lộ ra vẻ lo lắng, rất hiển nhiên. Hai người là bị Chiến La vây ở chính giữa. Hai người còn tưởng rằng Tiêu Phàm xảy ra cái gì ngoài ý muốn, khi thấy Tiêu Phàm hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở phào. Trong gian điện phụ có cái gì? Tiêu Phàm tiến đến bên bàn tử hỏi. Đồ vật tốt có không ít, là một chút công pháp chiến kỹ, còn có một chút phương pháp rèn đúc. Chỉ là đồ vật không mang ra, ta và ảnh phong chỉ nhớ kỹ mấy loại mà thôi. Bàn tử cười không ngậm được miệng. Cái kia các ngươi lừa ta. Tiêu Phàm cười nói, trong lòng lại bổ sung một câu, ta ngược lại quên mất, chiến tộc không chỉ vì chiến mà sinh, hơn nữa còn là chuyên gia trong phương diện rèn đúc. Tiền bối, tạo hóa gì, huynh đệ của ta có thể thử đồ vật này không? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chiến La nói.
Mặc dù hắn không biết tạo hóa trong miệng chiến la là gì, nhưng Tiêu Phàm rõ ràng, so với chiến thiên kích, cùng tương lai chiến tộc truyền thừa, tạo hóa gì đều có thể để ở một bên. Đương nhiên, chiến la thản nhiên nói. Oanh, vừa dứt lời, chiến thiên kích đột nhiên từ phía trên rơi xuống, một cỗ khí tức sắc bén, nặng nề đập vào mặt. Ba người Tiêu Phàm bị dọa đến rút lui mấy bước. Chiến thiên kích sắc bén cắm sâu vào trong lòng đất, phía trên lưu chuyển một cỗ khí tức cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Công tử, cái này là thứ gì? Ảnh Phong kinh ngạc nhìn chiến thiên kích. Đồ vật tốt, nếu như ngươi có thể cầm lên, đồ vật này liền thuộc về ngươi. Tiêu Phàm cười cười. Thật, ánh mắt Ảnh Phong sáng lên, lách mình liền xuất hiện ở bên cạnh chiến thiên kích, một bộ âm mưu muốn đạt được. Tiêu Phàm hai tay khoanh ở trước ngực, cười tủm tỉm nhìn hắn. Cùng Ảnh Phong ở chung hơn nửa tháng, Tiêu Phàm đối với hắn cũng coi như biết rõ. Luận tốc độ cùng công kích, Ảnh Phong coi như không tệ, coi như thiên tài, nhưng về mặt sức mạnh, Tiêu Phàm liền hơn hẳn, lại càng không cần phải nói đến bàn tử. Cho nên trước đó Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến là bàn tử, mà không phải Ảnh Phong. Ảnh Phong ôm chiến thiên kích, dùng sức kéo một cái, nguyên bản hắn coi đây chỉ là đơn giản bất quá lại không nghĩ rằng chiến kích kia không hề nhúc nhích. Đừng cố quá, Tiêu Phàm cười ha ha nói. Sắc mặt Ảnh Phong kìm nén đến đỏ bừng, khẽ cắn môi, hai tay gắt gao nắm chặt chiến thiên kích, điều động lực lượng toàn thân cùng hồn lực. Trên đỉnh đầu lơ lửng một chuôi quang kiếm hắc sắc, chính là chiến hồn của Ảnh Phong, thất phẩm ẩn không kiếm. Hắn cơ hồ có bao nhiêu khí lực đều lấy ra, nhưng chiến thiên kích vẫn như cũ bất động, lẳng lặng cắm trên mặt đất. Làm sao có thể? Ảnh Phong sa sút tinh thần đặt mông ngồi dưới đất, hắn là chiến tông đỉnh phong, nửa bước chiến vương rồi, thậm chí ngay cả một kiện hồn binh đều cầm không nổi. Lão nhị, để ta thử xem. Tiêu Phàm cũng hứng thú, theo lý thuyết, đồ vật 10 vạn cân, chiến tông cảnh vẫn có thể cầm lên, huống chi lại là Ảnh Phong. Trừ phi chiến thiên kích cùng tu la kiếm đồng dạng, muốn lấy được cần phải được nó tán thành mới có thể cầm lên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đi đến bên cạnh chiến thiên kích. Hít sâu mấy lần. Hai tay nắm chiến thiên kích, khí diễm thiêu đốt cuồn cuộn, điều động hồn lực toàn thân rút ra. Oanh long long, đại điện một trận rung động, tựa như đất rung núi chuyển, chiến thiên kích lay động hai lần, liền không có tiếng vang. U linh chiến hồn, đi ra. Trong lòng Tiêu Phàm gào thét, khí thế toàn thân lần nữa bạo tăng mấy phần. Lần này, đại điện rung động càng thêm lợi hại. Từng đợt thanh âm kim loại ma sát vang lên. Chiến thiên kích chậm rãi bị Tiêu Phàm rút ra. Một tấc, hai tấc, bảy tấc, sắc mặt Tiêu Phàm kìm nén đến đỏ bừng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Nhưng chiến thiên kích kẹt tại bảy tấc, cũng không còn cách nào mảy may động đậy. Cử trọng nhược khinh, trong lòng Tiêu Phàm quát nhẹ, trước đó hắn lĩnh ngộ kiếm ý, giờ phút này cũng thi triển ra hết. Ken két, chiến thiên kích lần nữa rút ra hai tấc, nhưng cuối cùng chỉ được chút xíu. Quả thực là không cách nào từ mặt đất rút ra. Không hổ là tu la điện chủ, thể phách của hắn đã nhanh theo kịp với chiến tộc. Trong lòng chiến la hơi kinh hãi, cũng bị lực lượng Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Hô, Tiêu Phàm buông tay ra, chiến thiên kích lần nữa cắm vào trong lòng đất, Tiêu Phàm tựa như trải qua một trận chiến đấu kinh thế. Chiến thiên kích không chỉ 10 vạn cân, có vẻ như còn một cái lực trường to lớn. Cùng tu la kiếm sát lục từ trường không có sai biệt gì mấy. Nhất định phải chinh phục nó mới có thể khống chế nó, bằng vào khí lực và cử trọng nhược khinh vẫn không đủ. Trong lòng Tiêu Phàm đối với chiến thiên kích đã biết đại khái. Hắn biết mình cùng chiến thiên kích là vô duyên, mặc dù trong lòng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc sẽ sử dụng chiến thiên kích. Lão nhị, chiến thiên kích cắm vào mặt đất phải có khoảng 10 tấc, lực lượng ngươi lớn hơn ta, chắc không có vấn đề. Tiêu Phàm động viên bàn tử, hắn thực tình hy vọng bàn tử có thể chinh phục chiến thiên kích. Ta sẽ cố hết sức, bàn tử gật đầu, lúc Ảnh Phong cùng Tiêu Phàm cử động, hắn liền đoán được chiến thiên kích rất nặng. Bất quá, từ lần đầu tiên nhìn thấy chiến thiên kích, trong mắt của hắn liền lóe ra quang mang lửa nóng. Đứng trung bình tấn, bàn tử hai tay nắm chiến thiên kích, hồn lực cuồn cuộn tỏa ra, chiến thiên kích đột nhiên mãnh liệt rung động run lên. Lên! Bàn tử quát một tiếng như sấm, hai tay bỗng nhiên khẽ kéo lên. Oanh long long, đại điện rung động cực kỳ lợi hại, thanh âm kim loại ma sát bên trong.
Chiến thiên kích chậm rãi từ mặt đất rút ra, tốc độ so với Tiêu Phàm càng nhanh hơn. Lực quá mạnh, Tiêu Phàm cũng bị lực lượng của bàn tử làm cho chấn kinh. Không thi triển chiến hồn lực lượng, một hơi vậy mà cứ thế đem chiến thiên kích rút ra 5 tấc. Người chiến tộc, bờ môi chiến la rung động, con người một trận co duỗi, hiển nhiên cũng bị lực lượng bàn tử làm cho chấn kinh. Ảnh phong vừa kích động, vừa thất lạc, kích động bàn tử có lẽ thực có thể có được chiến thiên kích, thất lạc là Tiêu Phàm cùng bàn tử đều có thể nhổ lên, mà hắn lại không thể. Bò, bò, đột nhiên trên đỉnh đầu bàn tử hiện ra một đầu kim sắc cự ngưu mấy trượng, chính là cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu. Dưới chiến hồn gia trì, lực lượng bàn tử lần nữa tăng gấp bội. Cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu, ảnh phong nhìn thấy chiến hồn bàn tử, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, khó trách từ trước tới nay Nam Cung huynh danh xưng đế tử có thiên phú lớn nhất đại ly đế triều, danh xưng man vương danh phù kỳ thực. Không chỉ ảnh phong kinh ngạc, chiến la cũng hơi kinh ngạc, mặc dù trước đó Tiêu Phàm đã nói qua, nhưng nghe được là một loại cảm thụ, rõ ràng nhìn thấy lại là một loại cảm thụ khác. Lực bạt sơn hà khí cái thế, bàn tử ngửa mặt lên trời hô, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng, trong con mắt che kín huyết sắc, trên trán nổi đầy gân xanh. Oanh, một đạo khí lãng to lớn quay cuồng bắn ra, hóa thành từng đạo cương phong quét sạch bốn phía. Mặt đất đá xanh trực tiếp nổ tung. Sắc mặt Tiêu Phàm cùng ảnh phong tái nhợt, bị khí lãng to lớn trực tiếp thổi bay, chấn động đến lục phủ ngũ tạng hai người. Hô hô hô, bàn tử hai tay nắm chiến thiên kích vũ động, cuồng phong thổi loạn, đại điện bên trong bắt đầu rung chuyển. Chấn, sắc mặt chiến la đều là vẻ kích động, khẽ thốt một đạo thanh âm. Hồn lực cuồn cuộn bao phủ đại điện ổn định lại, lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía bàn tử đôi mắt tràn ngập tha thiết cùng khát vọng, trong miệng lắp bắp nói, chiến tộc có người kế tục, ha ha ha. Bàn tử phảng phất tiến vào một loại cảnh giới, chiến thiên kích trong tay tỏa ra vô lượng kim quang, một cỗ đại khí hướng về bốn phía tràn ngập hư không. Hai người Tiêu Phàm và ảnh phong coi như thật không may. Bị gió lớn hất ở trên vách tường, bộ mặt vặn vẹo. Nếu như không có chiến la xuất thủ, hai người đoán chừng chỉ còn lại nửa cái mạng. Dòng dã thời gian một chén trà bàn tử mới dừng lại, cỗ chiến ý bàng bạc phía trên chiến thiên kích rốt cục cũng biến mất, nhìn qua rất giống chiến kích bình thường. Bàn tử một tay nắm lấy chiến thiên kích, tóc dài loạn vũ, giống như một tôn chiến thần lâm thế, bá khí phi phàm. Khụ khụ, một trận tiếng ho khan đem bàn tử kinh tỉnh lại. Lão Tam, ảnh phong, các ngươi làm sao vậy? Bàn tử ném chiến thiên kích. Vội vàng hướng về phía hai người Tiêu Phàm chạy lại, lại phát hiện hai người không có mảy may nhân dạng, áo bào vỡ vụn, tóc dài phiêu đáng, muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm. Làm sao, còn không phải bởi vì ngươi sao? Tiêu Phàm và ảnh phong xúc động muốn thổ huyết, đành phải kiên trì nói ra, không có việc gì. Việc này nếu nói ra rất không có mặt mũi, Tiêu Phàm và ảnh phong tự nhiên có chung nhận thức. Tiền bối, ngươi nên làm tròn lời hứa nha. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần khó chịu, kìm nén một hơi đành phải đem cái không thoải mái chuyển hướng tới chiến la. Ha ha, tự nhiên có thể. Chiến la chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha ha, còn cái gì cao hứng hơn so với việc tìm được chiến tộc truyền thừa đây. Các ngươi tiếp tục đi lên phía trước, tạo hóa ở sau lưng ta. Chiến la lại bổ sung. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức bước đi như bay vòng qua khối băng, hướng phía sau chiến la. Bên trong đan điền, quang mang bạch thạch lần nữa đại thịnh. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng, vừa mới chạm đến chiến thiên kích, bạch thạch cũng là dạng phát sáng này, hiện tại lại y chang. Nghe khẩu khí chiến la, cái đồ vật này đối với mình có tác dụng đi. Trong giây lát Tiêu Phàm vòng qua băng phong chiến la, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tất cả phía sau, không khỏi hít một hơi lạnh. Lão Tam, có đồ vật gì tốt vậy? Bàn tử biết rõ Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là không có lợi sẽ không cần. Hắn kích động như thế, khẳng định có đồ tốt nên vội vàng chạy đến. Sau một khắc, hắn cũng giống Tiêu Phàm ngốc trệ đứng ở nơi đó. Thứ gì khiến các ngươi chấn? Ảnh phong cũng cùng đi lên, thần sắc hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, hồi lâu mới phun ra cuối cùng một chữ kinh. Hồn tủy, là hồn tủy, bàn tử kinh hô ra. Trước mặt bọn họ có một cái ao nhỏ màu trắng, trong hồ là quỳnh tương ngọc dịch dạng như chất lỏng, phía trên bốc lên sương mù màu trắng.
Sương mù màu trắng khiến cho người ta toàn thân thư thái. Gông cùng xiềng xích như có dấu hiệu dao động. Hồn tủy, thực sự là hồn tủy, ta từng tại bên trên linh vật phổ thấy qua, dựa theo phẩm chất hẳn là hồn tủy 3.000 năm trở lên. Ảnh Phong kích động có chút run lên. Không, tuyệt đối không chỉ là 3.000 năm, chỉ ít có 5.000 năm. Bàn tử phản bác, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Hồn tủy A, đây chính là kỳ vật mấy ngàn năm khó gặp. Tiêu Phàm cũng chấn kinh không hiểu. Hắn đã từng thấy qua bách niên linh nhũ, khiến hắn liên tục đột phá mấy cảnh giới, nhưng linh nhũ cùng hồn tủy so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Dùng linh nhũ tu luyện phải chậm rãi chuyển hóa thành hồn lực, nhưng hồn tủy thì lại rất khác. Có thể trực tiếp hấp thu, luyện hóa thành hồn lực của mình, dù là một giọt đều sẽ khiến chiến tông cảnh cường giả đoạt vỡ đầu. Cho dù tu sĩ chiến vương cảnh nhìn thấy, đoán chừng cũng phải máu chảy thành sông. Điều quan trọng là, hồn tủy không phải có một giọt, mà là một ao, nếu đặt ở ngoại giới, đoán chừng ngay cả cường giả chiến hoàng đều sẽ tranh nhau cướp đoạt. Phù phù, bàn tử không chút do dự, trực tiếp nhảy vào ao nhỏ bên trong, nhưng vẻn vẹn một cái sát na, bàn tử từ trong hồ toàn thân run rẩy, răng không ngừng run lên, lạnh, lạnh, lạnh quá. Ảnh Phong vừa mới chuẩn bị nhảy xuống dưới, nhìn thấy bộ dáng bàn tử, toàn thân hắn run một cái. Bởi vì quá kích động, bọn hắn ngược lại quên đi đặc tính hồn tủy, nó ngay cả chiến hồn đều có thể đông kết, như thế nào người có thể tiếp nhận. Mấy người cũng rốt cục minh bạch, vì sao Tuyết Nguyệt Hoàng Thành một năm bốn mùa đều tuyết lớn đầy trời, khả năng rất lớn chính là cùng hồn tủy có quan hệ. Bàn tử điều động hồn lực toàn thân, vận chuyển công pháp, hồi lâu mới khôi phục một tia ấm áp. Ta tới thử xem. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm hồn tủy hít sâu nói. Sau đó thả người nhảy vào bên trong hồn tủy. U linh chiến hồn lập tức được triệu hoán ra, vận chuyển vô tận chiến quyết, vô tận chiến hồn bảo vệ toàn thân. Chỉ một thoáng, sương mù màu trắng xung quanh điên cuồng dũng mãnh hướng bên trong Tiêu Phàm lao tới. Thân thể hắn không ngừng phát run, loại giá lạnh kia so với nhiệt độ sông băng còn lạnh hơn gấp bội. Lão Tam, đừng khoe khoang. Bàn tử thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mặt muốn ăn đấm. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta sở dĩ có thể sống đến nơi này chính là bởi vì chiến hồn bảo vệ chúng ta. Ảnh Phong lắc đầu, nếu như là người khác, hắn cũng sẽ không tin tưởng có thể luyện hóa hồn tủy, nhưng Tiêu Phàm thường xuyên sáng tạo kỳ tích có lẽ thật đúng làm được. Lão Tam, ngươi ăn thịt, cũng phải cho chúng ta uống chén canh chứ. Bàn tử nhỏ giọng thầm thì nói. Hắn đã nhập định, gọi không dậy đâu, chúng ta cũng vậy. Cơm từng miếng một mà ăn nha. Ảnh Phong cười cười lấy tay vung lên, một sợi hồn tủy trong nháy mắt rơi vào trong miệng. Ảnh Phong vội vàng ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa. Đừng nhìn chỉ có một giọt hồn tủy này, hồn lực nồng đậm ẩn chứa thậm chí ngay cả lục giai đỉnh phong hồn tinh đều không bằng. Còn có thể dạng này, ánh mắt bàn tử sáng lên, cũng bắt đầu luyện hóa. Lúc này ở Đại Yến Vương Triều biên thành Vân Thành, khói lửa tràn ngập. Chiến hỏa đầy trời. Bên ngoài Vân Thành khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu nồng đậm. Cách Vân Thành một mảnh đen kịt, để cho người ta không thở nổi, đó là quân đội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Bất quá giờ phút này, trong quân doanh Tuyết Nguyệt Hoàng Triều sớm đã loạn thành một bầy, bốn phía đề phòng tới cực điểm, năm bước một người canh gác, 10 bước một chạm gác. Tướng quân trong doanh trướng, giờ phút này vây đầy tướng sĩ. Bên trong đám người nằm mấy cỗ thi thể đẫm máu. Hô, đúng lúc này, doanh trướng một trận gió thổi tới, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hoàng chủ, một bầy tướng sĩ nhìn thấy người tới, vội vàng quỳ xuống. Bọn hắn không nghĩ tới Tuyết Ngọc Long vậy mà lại đến chiến trường, sự tình hoàng thành thì sao? Lại chết, là ai làm? Tuyết Ngọc Long nhe răng trợn mắt, cơ hồ là dùng hết toàn lực gào thét. Những ngày qua, tướng sĩ cao tầng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tử vong rất nhiều. Ngay từ đầu tưởng rằng trùng hợp, chỉ là sau đó từng chiến vương cường giả đều chết, đám người cảm giác có chút không thích hợp. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết tu sĩ chiến vương cảnh, không phải người bình thường có thể làm được, chí ít, tại Đại Yến hẳn không có cường giả như vậy. Nếu không phải Đại Yến, như vậy là ai đây? Tướng sĩ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều không hiểu được, chỉ là diệt một cái vương triều nho nhỏ mà thôi. Nếu là đổi lại trước kia, căn bản chính là dễ như trở bàn tay,
nào giống lần này, tổn thương thảm trọng như vậy. Còn không tra cho bản hoàng. Tuyết Ngọc Long giận dữ hét, một bầy tướng sĩ không khỏi giật mình một cái, đám người nhao nhao rời khỏi doanh trướng, đi tra hung thủ. Hoàng chủ, vi thần có một phỏng đoán. Đợi đám người rời đi, Trần Thiên Minh ở bên người Tuyết Ngọc Long đột nhiên mở miệng nói. Tuyết Ngọc Long nhíu mày lại, cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, nhìn Trần Thiên Minh nói, Trần Ái Khanh mời nói. Đối với Trần Thiên Minh, Tuyết Ngọc Long khá lịch sự. Dù sao, Trần Thiên Minh cũng là cao thủ Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, hơn nữa phía sau hắn vẫn là toàn bộ Trần gia. Hoàng chủ còn nhớ rõ nửa tháng trước, nữ tử kia nói sẽ bảo trụ bọn Tiêu Phàm. Trần Thiên Minh hít sâu khẩu khí nói. Là nàng, trên người Tuyết Ngọc Long tỏa ra cỗ sát khí lạnh lẽo, thân ảnh huyết yêu nhiêu trong nháy mắt hiện lên trong đầu hắn. Tuyết Ngọc Long còn nhớ rõ, trước khi huyết yêu nhiêu rời đi, lưu lại câu nói kia, người Tuyết Ngọc Hoàng Triều bước vào lãnh thổ Đại Yến, chết. Hơn nữa, thái độ huyết yêu nhiêu không lọt vào mắt Tuyết Ngọc, khiến hắn rửa mắt mà đợi. Tuyết Ngọc Long biết rõ, toàn bộ Đại Yến hẳn không có người có thể lặng yên không một tiếng động giết chết chiến vương cảnh tu sĩ, có khả năng rất lớn là huyết yêu nhiêu. Vi thần những ngày qua một mực truy tra thân phận nữ tử kia, cũng có một chút trông cậy, nghe nói là một nữ nhi trưởng quỹ tử lầu ở Hoàng Thành. Trần Thiên Minh còn nói thêm, trưởng quỹ nữ nhi, Tuyết Ngọc Long khịt mũi coi thường, nếu như Tuyết Nguyệt Hoàng Triều trưởng quỹ nữ nhi tử lầu đều là chiến vương, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều như thế nào lại cam tâm phụ thuộc vào Đại Ly Đế Triều? Vi thần cũng hoài nghi, từng tra quán rượu kia, lại phát hiện sớm đã người không nhà trống. Người mặc dù không gặp, nhưng vẫn như cũ lưu lại một chút dấu vết. Trần Thiên Minh tiếp tục nói đến đây, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nói, Tuyết Ngọc Long lạnh như băng phun ra một chữ. Nữ tử kia, 8-9 phần 10 cùng Tuyết Lâu có quan hệ. Trần Thiên Minh hít sâu khẩu khí nói. Tuyết Lâu, nghe được hai chữ này, cơ thể Tuyết Ngọc Long hơi rung động một cái. Nếu như nói Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có thứ khiến Hoàng thất kiêng kỵ, vậy cũng chỉ có hai cái, một là Lâu Gia vô cùng thần bí, hai là Tuyết Lâu. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết tướng quân chiến vương cảnh, khả năng lớn nhất chính là sát thủ Tuyết Lâu Vương. Nếu không có sai, quán rượu kia nguyên lai chính là một cứ điểm của Tuyết Lâu, hơn nữa những ngày qua, tất cả cứ điểm khác của Tuyết Lâu đều biến mất không còn. Trần Thiên Minh lại bổ sung. Tuyết Lâu không phải không tham dự tranh đấu Hoàng thất sao? Chẳng lẽ Tuyết Lâu muốn cùng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều quyết chiến? Tuyết Ngọc Long mặt lộ vẻ dữ tợn. Hoàng chủ, việc này cần được bàn bạc kỹ hơn. Trần Thiên Minh thấy thế, vội vàng khuyên nhủ nói, Tuyết Lâu tồn tại mấy trăm năm, sát thủ chiến vương cảnh không biết có bao nhiêu, hơn nữa chúng ta ở chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối, không nên cùng bọn hắn chiến đấu. Vậy ngươi nói ta nên như thế nào? Cùng bản hoàng đấu, nói bản hoàng e ngại nha đầu kia, thần sắc Tuyết Ngọc Long băng lãnh, bất diệt Đại Yến, hắn nuốt không trôi cục tức này. Thần có một kế, lần trước Tiêu Phàm không phải giết Đại Ly Đế Triều chiến vương à, ta nghĩ, Đại Ly Đế Triều vị kia hẳn là sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Trần Thiên Minh cười nói, Tuyết Lâu nếu che chở Tiêu Phàm, khẳng định cũng không thoát ly can hệ. Tuyết Ngọc Long híp hai mắt, trầm mặc không nói, trong lòng hắn rất rõ ràng. Đại Ly Đế Triều kia sở dĩ sẽ phái người đến, cũng không phải là bởi vì Tiêu Phàm, mà là bởi vì Nam Cung Tiêu Tiêu. Bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu sinh tử chưa biết, có thể là chết đuối dưới đáy sông, tâm tư vị kia khẳng định cũng không đến nơi này lãng phí thời gian. Coi như hắn phái người đi mời vị kia khẳng định cũng sẽ không xuất thủ, nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không tốt, vị kia tuyệt đối tùy thời đều có thể bỏ qua hắn. Chẳng lẽ cứ như vậy triệt binh? Trong lòng Tuyết Ngọc Long càng thêm không cam lòng, nghĩ vậy, Tuyết Ngọc Long thập phần bực bội, lạnh giọng nói, đem Ngự Lâm quân tới, bản hoàng không tin Tuyết Lâu thực có can đảm liều mạng cùng hoàng thất. Hoàng chủ muốn ngự giá thân chinh, Trần Thiên Minh sầm mặt lại, muốn nói cái gì, lại bị Tuyết Ngọc Long cắt ngang. Việc này bản hoàng đã quyết, sau 7 ngày công thành, tốc chiến tốc thắng. Tuyết Ngọc Long khoát khoát tay, con người thập phần kiên quyết. Trong một gian tử lâu tại Vân Thành, bởi vì đại quân Tuyết Nguyệt công thành sắp đến, rất nhiều người sớm đã thoát đi nơi đây, trong tử lâu không có mấy người. Bất quá ở trên một cái bàn gần đường đi, hồng y nữ tử đang ngồi, thần sắc vô cùng băng lãnh, loại lạnh này phát ra từ cốt tủy.
thiếu chủ. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tử lâu như quỷ mị. Đó là một lão già, cùng một nam tử trung niên. Hai người đều mặc áo bào đen, trên người tràn ngập một cỗ khí tức sắc bén. Tuyết Ngọc Long tự mình đến, Huyết Yêu Nhiêu chậm rãi nói ra. Thiếu chủ anh minh. Hai người cung kính nói. Tề lão, ngồi đi. Huyết Yêu Nhiêu lơ đễnh, lão giả không cự tuyệt, trực tiếp ngồi đối diện Huyết Yêu Nhiêu. Nam tử trung niên cung kính đứng ở bên cạnh, đề phòng nhìn bốn phía. Tề lão, người có phải đang trách ta chuyện bé xé ra to hay không, vì Tiêu Phàm cùng Tuyết gia là địch. Huyết Yêu Nhiêu buông chén trà trong tay, thản nhiên nói, rất có bộ dáng băng sơn nữ vương. Cũng chỉ có trước mặt Tiêu Phàm, nàng mới có thể nghịch ngợm đáng yêu, bình thường, cho dù chiến hoàng nàng cũng không để trong mắt. Tề lão không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận lời nói Huyết Yêu Nhiêu. Chỉ vì Tiêu Phàm dựa vào cái gì xuất động toàn bộ Tuyết lâu. Nếu như ta cho người biết, toàn bộ Tuyết lâu đều không bằng một Tiêu Phàm, người có tin không? Huyết Yêu Nhiêu cực kỳ trịnh trọng nói, nàng biết rõ, Tiêu Phàm chính là người thừa kế Tu La Điện điện chủ, tương lai thành tựu tuyệt đối phi phàm. Cũng không phải nàng xem trọng Tiêu Phàm, mà là tin tưởng Tu La Điện chủ, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Tốn rất nhiều thủ đoạn mới khiến Tiêu Phàm gia nhập Huyết lâu, bây giờ Tiêu Phàm sinh tử chưa biết. Trong lòng nàng cũng kìm nén một cỗ lệ khí ngập trời. Nghe Huyết Yêu Nhiêu nói, toàn thân Tề lão run lên, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua Huyết Yêu Nhiêu. Từ trong thần sắc Huyết Yêu Nhiêu, hắn rõ ràng cảm nhận được tính chân thực. Thiếu chủ, lão hủ cần làm thế nào? Tề lão hít sâu khẩu khí nói. Tuyết Nguyệt Hoàng triều chiến vương cảnh, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Huyết Yêu Nhiêu ngữ khí lạnh như băng nói, ta biết rõ Tề lão đang do dự cái gì. Tuyết gia cũng không phải đơn giản như vậy, bằng không cũng không có khả năng tồn tại mấy ngàn năm, bất quá không tới cấp độ diệt tộc, vô luận chúng ta làm cái gì, bọn hắn cũng sẽ không quản chúng ta, hơn nữa cũng không dám quản. Lão hủ biết rõ. Tề lão chậm rãi đứng dậy, cung kính nói, trong đầu hắn còn đang tiêu hóa câu nói trước kia của Huyết Yêu Nhiêu. Còn nữa, quên nói cho người biết, Tiêu Phàm và Ảnh Phong là người Huyết lâu. Nhìn thấy Tề lão chuẩn bị rời đi, Huyết Yêu Nhiêu lại bổ sung một câu. Trong lòng Tề lão giật mình, hắn biết rõ Huyết lâu trong miệng Huyết Yêu Nhiêu có thể không phải Tuyết lâu, xưng hô gần như giống nhau, nhưng hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Chỉ là hắn nghi hoặc, Ảnh Phong gia nhập Huyết lâu thì không nói, nhưng Tiêu Phàm có tài đức gì đâu. Chẳng lẽ hắn so với toàn bộ Tuyết lâu còn trọng yếu hơn? Tề lão mang theo nam tử trung niên rời đi. Chỉ có Huyết Yêu Nhiêu vẫn như cũ ngồi ở kia, ngẩng đầu nhìn khói lửa lượn lờ, thần sắc có chút mê mang. Hồi lâu, Huyết Yêu Nhiêu lạnh như băng nói ra một đạo lạnh thanh âm, kiếm vương triều, các ngươi tốt nhất đừng tham dự việc này, bằng không đừng trách Tuyết lâu đại khai sát giới. Lập tức trong lòng nàng lại bổ sung một câu, Tiêu Phàm, Ảnh Phong, các ngươi nếu như chết, cho dù làm quỷ, lão nương cũng nhất định thay các ngươi lột da chóc thịt bọn hắn. Phía Bắc Vân Thành gần Hồn Thú Sơn Mạch, nơi này cũng là tấm chắn thiên nhiên của Đại Yến Vương Triều, cùng một tòa núi cao phía Nam Vân Thành hô ứng lẫn nhau, ở giữa tọa lạc một hẻm núi lớn. Vân Thành nằm ở chính giữa hẻm núi, cũng chính là một trong những cửa ải trọng yếu nhất của Đại Yến Vương Triều. Giờ phút này, ở chỗ sâu cách Vân Thành trên Bách Lý Hồn Thú Sơn Mạch đang ẩn giấu một chi quân đội trên vạn người. Quân đội này, yếu nhất cũng là cường giả chiến sư cảnh đỉnh phong. Mạnh nhất là chiến vương cảnh. Đây chính là quân đội kiếm vương triều mà Huyết Yêu Nhiêu nói. Thời khắc Đại Yến nguy nan, kiếm vương triều hiển nhiên cũng muốn tranh một miếng bánh ngọt. Là một vương triều mà sự cường đại nhất của Tuyết Nguyệt Hoàng triều phụ thuộc vào thập nhị đại vương triều, kiếm vương triều lại có vốn liếng cùng Tuyết Nguyệt Hoàng triều tranh phong. Quan trọng nhất là ở giữa kiếm vương triều và Đại Yến vương triều chỉ cách một ngọn núi Hồn Thú Sơn Mạch. Hồn Thú Sơn Mạch cuồn cuộn vô cùng, ẩn giấu một chi quân đội vạn người hoàn toàn không bị ai phát hiện. Đương nhiên, đây cũng chỉ là kiếm vương triều tự cho là thế, chỉ ít Tuyết lâu sớm đã phát hiện động tĩnh của bọn hắn. Một tòa doanh trướng giản dị bên trong, giờ phút này mấy thanh niên nam nữ đang ngồi. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tự nhiên có thể nhận ra mấy người, Thất Dạ, Tam Dạ cùng Kiếm Tam. Kỳ lạ là, Thất Dạ đang ngồi ở vị trí trên cùng của doanh trướng. Ánh mắt những người khác lộ ra vẻ cung kính. Khởi bẩm công chúa,
tiền tuyến truyền đến tin tức, 7 ngày sau Tuyết Ngọc Long tự mình xuất quân công thành. Một tướng sĩ quỳ trên mặt đất cung bái nói. Công chúa dĩ nhiên chính là Thất Dạ. Thất Dạ chỉ là cách gọi khác của nàng tại Kiếm Vương Học Viện mà thôi, trên thực tế lại là công chúa Kiếm Vương Triều. Thân phận Thất Dạ bất phàm, Tiêu Phàm mặc dù sớm đã phỏng đoán, có điều cũng không nghĩ sẽ bất phàm như thế, chỉ cho rằng nàng chỉ là một nữ tử đại gia tộc trong Kiếm Vương Triều mà thôi. Trong mắt Thất Dạ lóe qua vẻ kinh dị, hơi kinh ngạc nói, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cường giả chiến vương liên tục tử vong, Tuyết Ngọc Long rốt cục tiếp nhận không nổi. Tuyết Ngọc Long đoán chừng còn đang giận, chỉ muốn hủy diệt Đại Yến Vương Triều mà thôi. Lại không nghĩ tới Đại Yến còn có sát thủ diệt sát chiến vương cảnh, một khi bọn hắn đánh đến, cuối cùng được lợi tất nhiên là Kiếm Vương Triều ta. Kiếm Tam cười cười. Việc này sợ là không đơn giản như vậy. Đột nhiên, Tam Dạ mở miệng, Tuyết Ngọc Long mặc dù tâm địa hẹp hòi, lòng dạ cay độc, tâm cơ lại cực sâu. Bằng không hắn cũng sẽ không giết cha đoạt vị, phạm phải thiên hạ đại kỵ. Ngồi lên vị trí hoàng chủ, có lẽ hắn thật có cái gì đó để dựa vào. Còn có thể có cái gì để dựa vào. Những lão bất tử hoàng thất kia gần đất xa trời, đều xem như cố gắng tồn tại, chẳng lẽ sẽ còn đích thân ra chiến trường sao? Kiếm Tam lơ đễnh. Nếu như Đại Ly Đế Triều xuất thủ thì sao? Tam Dạ hít sâu một hơi nói, Kiếm Tam lập tức ngậm miệng không nói, những người khác cũng bắt đầu trầm mặc. Đại Ly Đế Triều đối với các phương triều lớn mà nói, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Bằng không mà nói, chiến hồn đại lục mấy ngàn vương triều, đế quốc thế nào giờ chỉ còn 81. Bất luận thế nào, việc trước đó Kiếm Vương Triều ta đáp ứng Tuyết Ngọc Long đã làm xong. Do đó việc hại chết Kiếm Nhất, hắn cũng nhất định phải trả lại tương ứng. Thần sắc Kiếm Tam băng lãnh, những người khác cũng yên lặng gật đầu. Kiếm Vương Triều mặc dù sợ Đại Ly Đế Triều, nhưng lại không để Tuyết Nguyệt Hoàng Triều vào mắt. Nếu như không phải sợ Vương Triều khác tham dự, Kiếm Vương Triều sớm đã động thủ với Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, dù sao cũng chỉ có thời gian 7 ngày, đến lúc đó tự nhiên rõ ràng. Thất Dạ ngưng tiếng nói. Luyện dược sư công hội của Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, trong sân vắng vẻ, đột nhiên truyền đến một trận cười ha ha. Thành công, bạo linh thuật quả nhiên lợi hại. Trong phòng, Tần Mặc tóc tai bù xù, so với khí chất thường ngày một trời một vực, có điều hắn không có mảy may để ý, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ở trước mặt hắn, trưng bày một khỏa dược hoàn thanh sắc, tản ra ánh sáng nhu hòa, nồng đậm mùi thuốc. Thất phẩm thành đan, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Khó trách Tần Mặc kích động như thế, lục phẩm luyện dược sư cùng thất phẩm luyện dược sư mặc dù là cách nhau một đường, nhưng khác biệt như trời đất. Lục phẩm luyện dược, thất phẩm thành đan, 99% luyện dược sư không cách nào vượt qua cái này. Dưới sức chống đỡ của bạo linh thuật, Tần Mặc rốt cục thành công, bây giờ, hắn đã là một thất phẩm luyện dược sư. Một bước cuối cùng của bạo linh thuật còn có chút ít nghi hoặc, còn cần phải đi tìm Tiêu Phàm xác minh một chút. Tần Mặc thu hồi đan dược, mở cửa phòng đi ra ngoài. Ra ra, lúc này, thanh âm sốt ruột của Tần Mộng Điệp truyền đến, nhanh chóng từ đằng xa chạy tới. Mộng Điệp, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tần Mặc nghiêm nghị nói. Trong giọng nói lại không có bao nhiêu ý trách cứ, người tới vừa đúng lúc, mau giúp ta đi tìm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, trên mặt Tần Mộng Điệp lộ ra vẻ khổ sở. Sao vậy, Tiêu Phàm rời đi, Tần Mặc thầm than đáng tiếc, hắn còn muốn thỉnh giáo thuật chế thuốc của Tiêu Phàm đây, làm sao đã rời đi nhanh như thế. Tần Mộng Điệp đầu như là trống lúc lắc lắc lư, đôi mắt đẹp ảm đạm, nói ra Tiêu Phàm, hắn chết. Chết, thân thể Tần Mặc lay động một trận. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, trong mắt lóe lên một vòng sát ý nồng đậm, trầm giọng nói chết như thế nào. Tần Mộng Điệp đem sự tình lúc trước giản lược nói một lần. Sát ý trong mắt Tần Mặc càng ngày càng đậm, thiếu chút nữa muốn phát điên. Một thiên tài luyện dược sư liền chết như vậy, bất luận là đối với luyện dược sư công hội, hay là đối với tu sĩ Hoàng Triều, đây đều là tổn thất to lớn. Hay cho một Tuyết Ngọc Long. Thật coi luyện dược sư công hội ta là bùn nặn sao? Tần Mặc lạnh giọng nói, giết khách khanh luyện dược sư công hội ta, cái công đạo này, ta nhất định phải đòi lại. Ra ra, hiện tại Tuyết Ngọc Long là tân hoàng chủ. Tần Mộng Điệp lo lắng nói, mặc dù nàng cũng không muốn Tiêu Phàm chết, nhưng đây là sự thật không thể thay đổi.
ta biết phải làm sao. Tần Mặc ngữ khí lạnh lẽo, nét mừng rỡ trước đó hoàn toàn biến mất. Gần như cùng lúc, ở Lăng Vân Thương hội tầng cao nhất. Cái gì, Tiêu Phàm và Nam Cung Tiêu Tiêu chết, toàn thân trầm chấn đảo run lên, sắc mặt trắng bệch, trên người tỏa ra một cỗ sát ý ngút trời. Những ngày qua, hắn đúng lúc rời khỏi Tuyết Nguyệt Hoàng Thành một chuyến, lại không nghĩ rằng phát sinh sự tình thế này. Nếu để cho Lăng Phong biết Tiêu Phàm và Nam Cung Tiêu Tiêu chết ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, Lăng Phong nhất định sẽ phát cuồng. Lăng Phong cao ngạo trầm chấn đảo biết rõ, người được Lăng Phong xem như huynh đệ, chính là người có thể phó thác tính mệnh của mình. Không được, chuyện này tạm thời không thể để cho thiếu chủ biết rõ, chuyện của thiếu chủ vừa mới có chút khởi sắc, không thể phí công nhọc sức. Trầm chấn đảo cưỡng ép làm bản thân yên tĩnh lại, nhưng vẫn có chút không biết làm sao. Trong miệng tự lẩm bẩm, hiện tại không thấy xác, vậy chưa chắc đã chết. Tiêu Phàm cá tính trầm ổn, nếu dám nhảy xuống dưới, khẳng định có cái để hắn dựa vào. Nghĩ vậy, Trầm Chấn Đào hơi bình tĩnh suy nghĩ, Tuyết Ngọc Long thực sự là ăn tim gấu gan báo, đến huynh đệ của thiếu chủ cũng dám giết, cho là có người đại ly đế triều kia thì có thể không kiêng nể gì cả sao. Thoáng cái qua hai ngày, trong cung điện Thanh Đồng, đột nhiên một cỗ khí tức dồi dào xuất hiện, hai người Bàn Tử và Ảnh Phong kinh dị tỉnh lại, trong nháy mắt thấy một cỗ khí thế bàng đại tung bay. Củ lạc giòn tan, động tĩnh lớn như vậy, Bàn Tử giận mắng, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Công tử đột phá, Ảnh Phong lau đi máu tươi khóe miệng, ánh mắt sáng lên, chút thương thế này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, chút nữa luyện hóa mấy giọt thiên niên hồn tủy liền có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Cách đó không xa, toàn thân Tiêu Phàm lưu chuyển hào quang dị dạng, U Linh chiến hồn hóa thành một đoàn sương mù không ngừng quay cuồng, khí thế không ngừng gia tăng, khí tức lạnh lẽo chân áp lòng người. Thất phẩm chiến hồn, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, hồn tủy này đối với U Linh chiến hồn nhất định chính là vật đại bổ. Có điều hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, hồn tủy dòng dã giảm đi 1/3 mới khiến U Linh chiến hồn đột phá thất phẩm, nhưng mà còn điều kiện tiên quyết là hấp thụ không ít hồn tinh và chiến hồn. Nếu như muốn để U Linh chiến hồn từ thất phẩm đột phá bát phẩm, há không phải muôn vàn khó khăn. Dù sao kỳ vật như hồn tủy bậc này, thế gian có rất ít. Nếu đột phá thất phẩm, vậy trước khi đột phá chiến đế hẳn không có bao nhiêu trở ngại, về sau muốn tăng cấp chiến hồn, không thể lẫn lộn đầu đuôi, tu vi mới là quan trọng nhất. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, không khỏi lạnh run, bản thân suýt chút đi sai đường. Ngay sau đó, vô tận chiến quyết điên cuồng vận chuyển, bắt đầu luyện hóa hồn tủy, ngưng tụ thành hồn lực bản thân. Chiến hồn có thể tiến cấp, trong lòng Chiến La hơi kinh ngạc, lộ ra vẻ cổ quái. Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng trong đại điện Thanh Đồng tất cả đều không thoát khỏi mắt hắn. Chỉ là với hiểu biết của hắn, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua chiến hồn có thể tiến cấp. Chiến hồn một người do trời quyết định, vừa ra đời liền không thể thay đổi, chỉ có thể thức tỉnh, đương nhiên ngoại trừ chiến hồn truyền thừa. Một loại phương pháp đột phá chiến hồn khác chính là biến dị, nhưng mà biến dị cần cơ duyên, người có thể làm cho chiến hồn biến dị, vạn người không được một. Tu La Điện chủ thế hệ này thực sự không giống bình thường. Trong lòng Chiến La thở dài nói. Oanh, sau nửa ngày, trong cơ thể Tiêu Phàm truyền ra từng đợt tiếng oanh vang, trước đó cùng đám xương khô giao chiến nửa tháng, cảnh giới Tiêu Phàm sớm đã vững chắc, đột phá là chuyện tất nhiên. Hồn lực cuồn cuộn như là hồng thủy dậy sóng, cọ rửa kinh mạch Tiêu Phàm. Trong đan điền, bạch thạch và vô tận chiến hồn phát ra ánh sáng hừng hực. Trong quá trình U Linh chiến hồn luyện hóa hồn lực 89/10 bị bạch thạch hấp thụ, mặt khác 1/10 đến 2/10 mới bị U Linh chiến hồn và vô tận chiến hồn hấp thu. Đây cũng là điều Tiêu Phàm kinh hãi nhất, bạch thạch cũng không phải chiến hồn, hấp thu nhiều hồn lực như vậy làm cái gì? Có điều nghĩ đến năng lực bạch thạch quỷ dị, Tiêu Phàm liền thoải mái, hắn âm thầm cảm thấy, bạch thạch mới là át chủ bài to lớn nhất trên người hắn. Một lúc lâu sau, tu vi Tiêu Phàm rốt cục vững chắc, đột phá đến chiến tông cảnh đỉnh phong. Lão Tam thành công, Bàn Tử và Ảnh Phong hai người đi tới. May mắn, Tiêu Phàm cười cười. May mắn, khóe miệng Bàn Tử và Ảnh Phong giật một cái. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy hồn tủy lại bị ít đi 1/3, cần phải biết đây không phải linh nhũ đâu. Nếu đổi lại là một người khác, cho dù là cường giả chiến vương, những hồn tủy này cũng đủ để hắn ăn no.
Tiêu Phàm nhún vai một mặt im lặng, một phần ba hồn tủy kia cơ hồ tất cả đều bị Bạch Thạch nuốt chửng lấy, khó trách trước đó Bạch Thạch không ngừng phát sáng, chính là vì cái hồn tủy này. Các ngươi sao còn dừng lại ở chiến tông cảnh đỉnh phong? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía hai người nói. Nhiều hồn tủy như vậy, theo lý thuyết tùy tiện luyện hóa một chút cũng nên đột phá đến chiến vương cảnh rồi mới đúng. Ngươi cho rằng luyện hóa một chút hồn tủy liền có thể đột phá chiến vương cảnh sao? Bàn tử tức giận nói. Nghe nói như thế, hai người Tiêu Phàm và Ảnh Phong nghi hoặc không thôi. Quá trình đột phá không phải chính là không ngừng hấp thu luyện hóa, khiến hồn lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng dồi dào sao? Ngược lại, chẳng phải hồn lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng dồi dào, cũng liền có thể không ngừng đột phá mới đúng. Không, muốn đột phá chiến vương cảnh, không chỉ là quá trình hấp thu hồn lực, chẳng lẽ các ngươi không biết chiến vương cảnh cùng dưới cấp chiến tông cảnh khác nhau sao? Bàn tử lung lay nói. Hồn lực hóa lỏng, Tiêu Phàm và Ảnh Phong hai miệng một lời. Tiêu Phàm cũng nhanh chóng tìm tòi bên trong tu la truyền thừa, quả nhiên, như bàn tử nói, đột phá chiến vương cảnh không chỉ có dựa vào hấp thu hồn lực, trọng yếu nhất là phải để hồn lực ngưng tụ thành chất lỏng. Một điểm hoàn toàn khác biệt giữa chiến vương cảnh và tu sĩ phía dưới chiến tông cảnh chính là, điều kiện tiên quyết chiến vương có thể thi triển thân pháp chiến kỹ ngự không phi hành, chỉ bằng vào điểm này, chiến vương trước mặt tu sĩ cấp thấp đã đứng ở thế bất bại. Không sai, muốn đột phá chiến vương cảnh, nhất định hồn lực phải hóa lỏng, đến lúc đó sẽ sinh ra một vòng xoáy hồn lực. Vòng xoáy hồn lực vào bên trong đan điền có thể liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa thành hồn lực. Đồng thời, đan điền cũng sẽ không ngừng mở rộng, ngưng tụ thành một mảnh hồn hải, tất cả hồn lực đều chứa đựng trong hồn hải, đây là điểm khác biệt thứ hai. Bình thường mà nói, chiến hồn phẩm cấp càng cao, hồn lực ngưng tụ vòng xoáy càng lớn, đồng thời, hồn hải chứa đựng hồn lực cũng càng nhiều, tốc độ luyện hóa hồn lực càng nhanh. Bàn tử giải thích nói. Hắn đã từng đạt tới cảnh giới như vậy, đối chiến vương cảnh cực kỳ hiểu biết. Cái này ta có nghe nói qua, có vài người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, hồn hải ngưng tụ bành trướng như sông nước, nguồn hồn lực vô tận không ngừng. Đây cũng là nguyên do vì sao chiến hồn cấp phẩm càng cao, thiên phú càng mạnh. Ảnh Phong gật đầu. Không sai, đan điền chiến vương cảnh hóa thành hồn hải, chỉ là tên gọi khác biệt mà thôi nhưng bản chất là một dạng. Trong thiên hạ. Có mấy người đan điền có thể hóa thành hồn hải chân chính đây? Bình thường đều chỉ là dòng suối nhỏ mà thôi. Bàn tử thở dài. Lúc hắn đã từng đột phá chiến vương cảnh, hồn hải cũng chỉ là một mảnh sông lớn hồn lực mà thôi, mà hắn cũng là người sở hữu cửu phẩm chiến hồn. Người chân chính có thể xưng là hồn hải quá mức thưa thớt. Đương nhiên, chỉ luận sức chiến đấu, hồn hải cũng chỉ là một phương diện, quan trọng hơn vẫn là lĩnh ngộ chiến kỹ và kinh nghiệm chiến đấu. Nói đến đây, bàn tử không khỏi liếc nhìn Tiêu Phàm, muốn nói về lĩnh ngộ chiến kỹ, Tiêu Phàm quả thực rất biến thái. Lão nhị, người cũng không cần an ủi ta, hồn hải có thể lớn bao nhiêu, cũng là trời cho, về sau không thay đổi được. Tiêu Phàm nhìn thoáng vô cùng. Trước kia người khác đều coi U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn, hiện tại không phải đột phá đến thất phẩm sao? Theo người khác. U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm U Ảnh chiến hồn biến dị mà thôi, nhưng là Tiêu Phàm rất rõ ràng, U Linh chiến hồn tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa, coi như U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn nhưng lại có Bạch Thạch, liền nắm giữ khả năng biến hóa vô dạng, bởi vì Bạch Thạch có thể khiến chiến hồn biến dị. Ta không phải an ủi ngươi, trực giác nói cho ta biết, hồn hải của ngươi sẽ không nhỏ. Bàn tử cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm nhún vai. Vẻ mặt lơ đễnh. Đúng rồi, phải như thế nào mới có thể khiến hồn lực hóa lỏng? Ảnh Phong đột nhiên hỏi, hắn chỉ sợ không đúng thời điểm đột phá chiến vương cảnh. Nhìn bộ dáng chờ mong của Ảnh Phong, bàn tử không khỏi bĩu môi, nói, người vừa rồi không phải ở bên điện có được một bộ công pháp sao? Tu luyện một chút chẳng phải biết rõ. Ách, Ảnh Phong trực tiếp im lặng, không ý tứ gãi đầu, nói, ta quên. Ngươi quên cái lông chim. Chỉ là không muốn ta lấy ra một bộ công pháp ở chỗ này mà thôi, dù gì ngươi cũng có thể đột phá, không phải sao? Bàn tử sao không biết Ảnh Phong đang làm bộ hồ đồ? Ha ha! Ảnh Phong một điểm cũng không cảm thấy xấu hổ, có điều đáy lòng lại mừng thầm, cũng may rơi vào đáy sông mới có lục phẩm công pháp. Ngược lại Tiêu Phàm có chút ngoài dự liệu,
cổ quái nhìn Ảnh Phong nói, người trước đó chẳng lẽ không có lục phẩm công pháp? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc vậy, Ảnh Phong cũng được coi là thiên tài Tuyết Lâu, lấy một bản lục phẩm công pháp có gì khó? Có thì cũng có, chỉ là quyển kia cảm giác quá yếu. Ảnh Phong lắc đầu, bởi vì quyển công pháp đột phá chiến vương cảnh kia, nếu là chiến tông cảnh hẳn là ai cũng đều biết. Ngươi nói là cơ sở về hồn hóa ư? Bàn tử lắc đầu, nói cơ sở về hồn hóa là có thể làm hồn lực hóa lỏng, có điều đó là đồ vật đầy đường, tu luyện quá chậm. Cái gì cơ sở về hồn hóa? Tiêu Phàm càng không hiểu, từ lúc nào lục phẩm công pháp cũng bán đầy đường. Chính là cái này. Bàn tử từ hồn giới bên trong lấy ra một quyển sách rách nát, ném cho Tiêu Phàm, tiếp tục nói cái cơ sở về hồn hóa là chiến hồn điện lưu truyền, vì để những người không có bối cảnh, thiên phú tốt có thể đột phá chiến vương cảnh. Nghe đồn dùng cái công pháp này có thể ngưng tụ ra hồn hải, có điều ta chưa từng nghe có con sông nhỏ nào lại lớn như vậy, bình thường đều là suối lớn nhỏ, vận khí tốt có thể lớn khoảng hồ nước. Công tử có vẻ như không tiếp thu được lời ngươi vừa nói. Ảnh Phong cổ quái nhìn Tiêu Phàm nói. Quả nhiên, Tiêu Phàm căn bản không để ý đến bàn tử, ngược lại nhìn cơ sở về hồn hóa cầm trong tay, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng kinh ngạc. Một cử động kia khiến bàn tử và Ảnh Phong lộ ra vẻ cổ quái. Các ngươi không cảm thấy bộ công pháp này có chút không hoàn thiện à? Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới phục hồi lại tinh thần, cơ sở về hồn hóa đã tiếp thu không sai biệt lắm. Công pháp này xác thực đơn giản, rõ ràng dễ hiểu, chỉ cần là chiến tông cảnh đều có thể nhìn rõ, có điều Tiêu Phàm luôn cảm giác công pháp này thiếu chút gì, chỉ là bất luận như thế nào đều không nói ra được. Đồ mà chiến hồn điện đưa ra có thể tốt đến mức nào? Bàn tử khinh thường nói, có người nói, công pháp này thật không đơn giản, nhưng bao nhiêu năm sự thật đã chứng minh, công pháp này lại quá bình thường, không phải không hoàn thiện, mà là không dùng được. Thật sao, ta cảm giác cơ sở về hồn hóa này vẫn có chỗ thích hợp, ta thử xem. Tinh thần Tiêu Phàm hoàn toàn bị cái công pháp phổ thông này hấp dẫn. Có một loại trực giác nói cho hắn biết. Cơ sở về hồn hóa này, có lẽ còn thua xa vô tận chiến quyết, nhưng tuyệt đối là công pháp đột phá chiến vương cảnh tốt nhất. Lão Tam, ngươi thật sự muốn thử. Bàn tử mắt trợn tròn, ta đây có mấy bộ thất phẩm công pháp, còn thử cái này làm gì? Công tử, ngươi nên nghe lời của Nam Cung huynh đi. Ảnh Phong cũng vội vàng khuyên nhủ, phải biết một khi hồn lực hóa lỏng thành công, vậy thì không cách nào nghịch chuyển được nữa. Mặc dù nói lực lĩnh ngộ chiến kỹ của Tiêu Phàm rất siêu phàm, nhưng hồn hải cũng là cơ sở, hồn lực càng dồi dào, sức chiến đấu càng bền bỉ, lực bộc phát cũng càng cường đại. Không sao, nếu như cái này dùng không được, đến lúc đó ta sẽ dừng lại đúng lúc. Tiêu Phàm lắc đầu, con ngươi vô cùng kiên định. Ngươi, ta thực không biết nói ngươi thế nào. Bàn tử hất áo bào lên, hắn hiểu rõ, việc Tiêu Phàm quyết thì không thể nào quay đầu, trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết đã không lấy cái phá công pháp này ra. Lão nhị, ta hiểu ngươi muốn tốt cho ta, có điều lúc hồn lực hóa lỏng, các ngươi cũng mới có thể cảm ứng được tình hình hồn hải của ta đi, đến lúc đó kịp thời đánh thức ta là được, nhiều nhất tạo thành một hồi phản phệ mà thôi. Tiêu Phàm quyết tâm muốn tu luyện cơ sở về hồn hóa. Được, ta sẽ để ý ngươi. Bàn tử bất đắc dĩ đành phải gật đầu. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, dựa theo ghi chép về phương thức vận chuyển trong cơ sở về hồn hóa. Chỉ một thoáng, hồn lực trong cơ thể quay cuồng gào thét, bao la cuộn trào. Đây, Ảnh Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là hồn hải sao? Hồn hải cái mông, hồn lực hóa lỏng nào có nhanh như vậy? Đây là nội lực của hắn sâu, hồn lực vốn đã dồi dào. Bàn tử tức giận nói, qua chút nữa nếu như hồn hải hắn quá nhỏ. Nhất định phải kịp thời đánh thức hắn. Cũng khó trách bàn tử giận dữ như vậy, hồn lực Tiêu Phàm hùng hậu vô cùng, bình thường mà nói, chỉ ít cũng là một sông nhỏ, thậm chí là sông lớn, thế nhưng người tu luyện cơ sở về hồn hóa còn chưa có ai đạt tới hồn hải cấp bậc sông nhỏ. Chiến La lẳng lặng không nói, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say. Tinh thần Tiêu Phàm toàn bộ chìm vào đan điền, toàn thân hồn lực mãnh liệt hướng về trong đan điền. Một cỗ áp lực to lớn tác dụng tới hồn lực cuồn cuộn phía trên. Hồn lực cuồn cuộn bành trướng tựa như sôi trào lên, như muốn ăn no đan điền. Tiêu Phàm cau mày, một bên tu luyện cơ sở về hồn hóa,
vừa suy nghĩ về điểm khác thường trong cơ sở về hồn hóa. Hắn tìm khắp bên trong tu la truyền thừa, lại không phát hiện có ghi chép gì về cơ sở về hồn hóa, điều này khiến hắn hơi có chút thất vọng. Hồn lực hóa lỏng, có lẽ là một quá trình ép nhỏ, tựa như hơi nóng nước thực hiện một loại áp lực để nó chậm rãi hóa lỏng, cơ sở về hồn hóa hẳn là sinh ra chất xúc tác cho cỗ áp lực này. Tiêu Phàm làm người của hai thế, rất nhanh liền liên tưởng đến vài thứ của kiếp trước. Mặc dù hồn lực kỳ dị không phải áp lực hơi nước có thể so sánh, nhưng như thế lại có thể mô phỏng quá trình này rất tốt. Bên trong đan điền, áp lực chỗ hồn lực cuồn cuộn thật lớn, vậy mà thật chậm ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng. Rất hiển nhiên, đây chính là hồn lực hóa lỏng, cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong từng giọt chất lỏng, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ vui mừng. Khó trách chiến vương cảnh cường đại như thế, không phải không có đạo lý. Công kích hồn lực hóa lỏng không phải công kích hồn lực khí hóa có thể so sánh. U linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn trên cao, chiếu xuống từng sợi ánh sáng dị dạng, tựa như đang từ từ nắm kéo cái vụ hải hồn lực kia. Vụ hải không ngừng xoay quanh, sinh ra một cỗ lực xoắn to lớn. Tiếp tục như vậy, há không phải sẽ sinh ra hai vòng xoáy hồn lực. Con người Tiêu Phàm co rụt lại, lập tức rất nhanh bình tĩnh xuống. Hắn tìm đáp án trong tu la truyền thừa. Người nắm giữ chiến hồn song sinh đều có thể ngưng tụ thành hai vòng xoáy hồn lực, đây cũng là ưu thế của chiến hồn song sinh. Lão nhị nói không sai, cơ sở về hồn hóa này tốc độ tu luyện thực sự là chậm. Những hồn lực vừa mới hóa lỏng, lại từ từ hóa khí, hồn lực không ngưng tụ thành vòng xoáy, quá trình này một mực kéo dài có thể nói là một vòng lặp vô hạn. Khó trách Ảnh Phong không lựa chọn cơ sở về hồn hóa này. Tiêu Phàm âm thầm cười khổ nói. Chậm, đột nhiên, một đạo linh quang từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua, thiếu chút nữa thì bật cười, ta rốt cục biết rõ công pháp này không hoàn thiện chỗ nào, nếu quá chậm, ta có thể tăng tốc cho nó. Tiêu Phàm rất muốn cất tiếng cười to, trực giác của hắn không sai. Cơ sở về hồn hóa này đúng là công pháp hóa lỏng tốt nhất, tuyệt đối không có cái thứ hai. Những công pháp khác cũng đều là dùng chiến hồn rèn luyện hồn lực, chậm rãi khiến hồn lực hóa lỏng. Công pháp cấp phẩm càng cao, quá trình hóa lỏng càng nhanh, nhưng mà quá trình này hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tác dụng phụ. Nếu như nói những công pháp khác khiến hồn lực hóa lỏng là một tác dụng quá trình hóa học, cơ sở về hồn hóa này sẽ tương đương với tác dụng vật lý. Tác dụng hóa học cố nhiên có thể không ngừng thôi thúc hóa hồn hải, nhưng khẳng định sẽ sinh ra một chút chất biến. Tiêu Phàm trong lòng nói nhỏ lấy, hắn cực kỳ may mắn, vẫn may mình là nhân tài tố chất cao thế kỷ 21. Hắn cũng không nghĩ đến, một chút kiến thức vật lý bình thường nhất ở kiếp trước, lại có tác dụng lớn ở chiến hồn đại lục này. Hiện tại chủ yếu là tốc độ hồn hóa quá chậm, thời điểm hồn lực hóa lỏng, bản thân cũng sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực, khó trách cơ sở về hồn hóa tốc độ tu luyện chậm. Chỉ cần tăng tốc quá trình hồn hóa này, liền không cần lãng phí bất luận hồn lực gì, tự nhiên cũng có thể khiến hồn hải càng lớn. Tiêu Phàm vô cùng kích động. Hồn lực hóa lỏng kỳ thật liền tựa như hơi nước, áp suất thể tích cố nhiên có thể cho hồn lực khí thể trạng hóa lỏng, nhưng loại tốc độ này quá chậm, hơn nữa năng lượng cần dùng cũng quá nhiều. Có một loại phương pháp so với quá trình ép này nhanh hơn nhiều, chính là giảm nhiệt độ xuống, chỉ cần nhiệt độ đủ thấp, hồn lực hoàn toàn có thể trong nháy mắt hóa lỏng. Nếu như để cho người ta biết ý nghĩ của Tiêu Phàm, tất nhiên sẽ chấn kinh không thôi. Điều tiên phong này tuyệt đối là khai sáng khơi dòng lịch sử chiến hồn đại lục. Cơ sở về hồn hóa trong miệng người khác là bán đầy đường, sau này cũng sẽ lan khắp chiến hồn đại lục. Ở thế giới võ đạo vi tôn này, ai lại đi cân nhắc tới mấy thứ vật lý tính đâu? Có lẽ có người nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ tới một điểm mấu chốt nhất, chính là như thế nào làm hồn lực hóa lỏng. Một bộ lục phẩm công pháp mà thôi, cải tiến một chút hẳn là rất dễ dàng. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, rất nhanh liền đắm chìm trong cơ sở về hồn hóa. Bàn tử cùng Ảnh Phong chờ đợi hồi lâu, lại không phát hiện Tiêu Phàm có bất kỳ dị động nào, lông mày nhíu chặt, trong lòng có chút lo lắng. Nam Cung huynh, người có phát hiện không, công tử hắn cười. Ảnh Phong đột nhiên kêu lên. Có thấy, gia hỏa này không biết đang giở trò quỷ gì. Bàn tử nhỏ giọng thầm thì, trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lo lắng vô cùng. Sợ Tiêu Phàm xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ta cảm thấy, cơ sở về hồn hóa này có lẽ thực không đơn giản.
Ảnh Phong sờ lên cằm, khuôn mặt tà mị lộ ra ánh sáng dị dạng. Để ý đi, đừng phân tâm. Ban Tử gật đầu, hắn cũng biết Tiêu Phàm là người rất cẩn thận, sẽ không dùng tương lai của mình nói đùa, có lẽ bên trong cơ sở về hồn hóa thật đúng là cất giấu cái gì mờ ám. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền qua 3 ngày, Ban Tử và Ảnh Phong nhiều lần muốn đánh thức Tiêu Phàm, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, bởi vì giờ phút này trên người Tiêu Phàm không có bất kỳ dị động nào. Bỗng nhiên, ông, từng đạo ánh sáng hắc sắc từ trên người Tiêu Phàm dập dần ra, một cỗ khí tức lạnh lẽo tràn ngập tứ phương, tràn ngập cả tòa đại điện. Đây là, Ban Tử và Ảnh Phong bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Giống giống, tại xung quanh Tiêu Phàm, hồn lực cuồn cuộn như sóng lớn vỗ bờ, cũng như man thú gào thét, hắc sắc thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước, cuốn lên thủy triều to lớn, hướng về 4 phương 8 hướng đập đi. Sóng lớn kia giống như biển lớn mênh mông hoàn toàn phẫn nộ gào thét. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng tìm hướng phía trên biển cả, phong thái như thần linh. Biển, hóa ra là biển. Ban Tử lộ ra vẻ kinh hãi, lo lắng trong lòng sớm đã bốc hơi lên 9 tầng mây, chỉ còn lại chấn kinh. Công tử luôn luôn sáng tạo ra kỳ tích. Ảnh Phong cũng khó che đậy chấn kinh trong lòng. Chỉ đơn thuần là một công pháp cơ sở đơn thuần, lại được Tiêu Phàm tu luyện ra hồn hải. Điều này làm hắn sao có thể bình tĩnh? Chẳng lẽ cơ sở về hồn hóa này thực không đơn giản? Ban Tử thật lâu không cách nào bình tĩnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phiến hồn lực biển cả gào thét kia. Ngươi nghĩ sao? Ảnh Phong cười nói, sự thật bày ở trước mắt, không phải là minh chứng tốt nhất sao? Hồn hải chân chính, Tu La Điện thực sự là biết tuyển người đi. Chiến La cũng bị khí thế dồi dào kia làm bừng tỉnh, trong mắt lóe lên ước ao ghen tị nồng đậm. Vì sao Tiêu Phàm không sớm xuất hiện một chút, nếu vậy, bất luận như thế nào cũng phải để hắn trở thành người thừa kế chiến tộc. Đang lúc hồn hải bao la mãnh liệt, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày, một trận tê tâm liệt phế đau đớn khiến hắn suýt chút ngất đi. Đột phá chiến vương cảnh, đan điền lại không ngừng mở rộng hình thành hồn hải dùng để chứa đựng hồn lực, hồn hải càng lớn, đau đớn cũng càng lớn. Bên trong đan điền, U Linh chiến hồn và vô tận chiến hồn không ngừng mãnh liệt. Điên cuồng cắn nuốt hồn lực hóa lỏng kia, ngưng tụ ra 2 vòng xoáy hồn lực một vàng một đen. Phía dưới, hồn hải vô biên vô hạn, tràn đầy như một thế giới khác. Chiến hồn đại lục đúng thực sự là kỳ diệu, đây là không gian giới tử sao. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, thật lâu không thể nào bình tĩnh. Chỉ là hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, hồn hải hắn dồi dào như thế, cần bao nhiêu hồn lực mới có thể bổ sung đây. Cũng đúng lúc này. Hồn tủy 4 phía điên cuồng mãnh liệt hướng vào trong cơ thể Tiêu Phàm, hồn hải không ngừng quay cuồng, hồn lực thể lỏng nhanh chóng tràn ngập tứ phương. Dưới trùng kích của hồn lực, đan điền hóa thành hồn hải không ngừng mở rộng, thống khổ trong đó khiến hắn có cảm giác bị vô vàn con kiến gặm nuốt, lại tựa như vạn tiễn xuyên tim. Nơi xa, bạch thạch phát ra ánh sáng hừng hực đem toàn bộ hồn lực hải chiếu trong suốt. Từng tia năng lượng huyền diệu thẩm thấu hướng về toàn thân kinh mạch Tiêu Phàm. Loại cảm giác đau đớn kia lúc này mới hỏa hoãn không ít. Nếu như không phải có bạch thạch, Tiêu Phàm không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Quá trình này dòng dã qua 1 ngày 1 đêm mới dừng lại, đan điền hóa thành hồn hải vô biên vô hạn, nhìn không thấy điểm cuối, trên hồn hải có 2 vòng xoáy hồn lực to lớn. Một vàng, một đen, vô tận chiến hồn cùng U Linh chiến hồn xoay quanh vòng xoáy hồn lực, không ngừng chịu đựng rèn luyện hồn lực. Nếu để cho người nhìn thấy vòng xoáy hồn lực của Tiêu Phàm, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai, cái kia đâu phải là vòng xoáy, nhất định chính là 2 cái động không đáy. Hồi lâu, hồn hải trong cơ thể Tiêu Phàm rốt cục cũng dừng lại. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, hồn hải cuồn cuộn vô cùng. Đồng thời bên cạnh hắn, hồn tủy kia lại giảm đi hơn 1/3. Chiến vương cảnh, Tiêu Phàm thu liếm tinh thần, bỗng nhiên mở ra 2 mắt. 2 ánh sắc bén bắn ra, gần như đồng thời, hồn hải quanh thân cũng chậm chậm rút đi. Đột phá, cảm nhận được khí tức cường đại trên người Tiêu Phàm, Ban Tử cùng Ảnh Phong vô cùng kích động. May mắn! Tiêu Phàm cười cười, đột phá chiến vương cảnh mới là điểm xuất phát chân chính. May mắn! Khóe miệng 2 người Ảnh Phong và Ban Tử giật một cái, nhất thời im lặng, rất muốn hung hăng đánh Tiêu Phàm một trận. Hồn lực như biển! Nếu đây là may mắn thì cũng quá nhiều may mắn rồi.
tìm khắp thiên hạ, mấy người có thể làm được hồn lực như biển. Hai người cũng càng cảm thấy chiến hồn Tiêu Phàm bất phàm, bàn tử trêu ghẹo nói, chiến vương học viện năm đó không muốn ngươi, tuyệt đối là tổn thất lớn nhất. Tiêu Phàm cười không nói, bàn tử lại nói, có điều lão tam, còn cả Ảnh Phong, sự tình này chúng ta biết là được, ngàn vạn đừng để người khác biết rõ, bất luận kẻ nào cũng không được. Ừm, yên tâm, Tiêu Phàm và Ảnh Phong cũng biết rõ việc này nghiêm trọng, nếu để cho người khác biết Tiêu Phàm đột phá chiến vương cảnh, hồn lực như biển, khẳng định sẽ có không ít phiền phức, thậm chí sẽ đem Tiêu Phàm giải phẫu nghiên cứu. Phải rồi, công tử, người thực sự dùng cơ sở về hồn hóa để tu luyện. Ảnh Phong vô cùng không tin hỏi. Lừa ngươi làm gì, có điều ta cải tiến cơ sở về hồn hóa một chút mà thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai cười nói. Cải tiến, bàn tử và Ảnh Phong nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật, đây chính là lục phẩm công pháp. Cho dù là mặt hàng bán đầy đường nhưng phàm là cái tên lục phẩm, như thế nào mà một tu sĩ chiến tông cảnh có thể cải tiến? Nếu như lời này là người khác nói, đánh chết hai người cũng không tin, nhưng Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không nói dối, cũng không cần thiết lừa gạt hai người. Hơn nữa, hai người cũng là tín nhiệm Tiêu Phàm từ trong tâm. Các ngươi cũng có thể thử xem. Tiêu Phàm cười nói, đồ vật tốt đối với người mình có thể phó thác sinh mệnh, tự nhiên không cần thiết che giấu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.